Các truyện Hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của tác giả Phát Đạt Bích Lệ Tuyến. Phần 9. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương xưa. Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Chương 87, đêm trước, 1. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, nhoáng cái đã tới tháng 7. Bởi vì phủ Kinh Triệu kịp thời róc nã người mang bệnh dịch, trận ôn dịch này cuối cùng cũng không ập xuống Trường An. Cùng lúc đó, trong kinh xảy ra một chuyện lớn. Bệnh tim của Trịnh Kinh Triệu lại lần nữa phát tác, sau khi biết được không có biện pháp trị tận gốc chỉ có thể tĩnh tâm tu dưỡng liền thừa dịp lần này Lục Yến lập công, đưa ra quyết định từ quan. Ngày 7 tháng 8, Lục Yến ngồi lên vị trí Kinh Triệu phủ doãn. 24 tuổi, tay cầm quyền cao, quan cư tam phẩm. Tuổi trẻ khiến người ta hâm mộ. Mà Lạc Dương bên kia, chứng cứ thứ sử Diêu Tranh cùng đột quyết cấu kết vô cùng xác thực, xét nhà, tội liên đới, cả tộc Diêu thị bị treo trước cửa thành, vàng bạc tài bảo trong phủ, tất cả đều trở về kinh đô. Lục hoàng tử tự thỉnh đi Lạc Dương trị dịch, nghĩa cử này tuy phấn chấn dân tâm nhưng trên đường đi trị dịch, Lục hoàng tử lại bất hạnh nhiễm phải ôn dịch. Đại phu dẫn đầu cả ngày lẫn đêm chạy theo sau mà bảo hộ mệnh của hắn. Thánh nhân nghe nói việc này dù chưa triệu hồi hắn ta cũng ra lệnh đưa viện chính thái y thự đi Lạc Dương. Hứa hoàng hậu ở trong điện An Hoa thở dài một hơi. Từ một khắc công bộ thượng thư bị cách chức truyền ra, Chiêu Di Nương ở Lý Phủ tựa hồ càng được thêm sủng ái, ngày ấy Hà Uyển Như sảy thai, khóc đến tê tâm liệt phế, mắng to Chiêu Di Nương là đồ hồ mị tử, Văn Thị đau lòng tôn tử cũng ở một bên hát đệm. Lý Đệ thấy Văn Thị thương tâm rơi lệ, không thể đổ thêm dầu vào hỏa, đành phải nhận lời Hà Uyển Như sẽ cho nàng ta thêm một hài tử, đồng thời kêu nàng ta không được đổ oán thán lên người Chiêu Di Nương. Lý Đệ sở dĩ sủng ái Chiêu Di Nương chính vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, tự nhiên là bởi Chiêu Di Nương có công phu của Hồ Ly Tinh, quả thực khiến nam nhân mê muội. Thứ hai, Chiêu Di Nương là người của Hứa Hậu, mật tin từ Lan Ninh Uyển truyền ra đâu phải chỉ có một hai phong, Lý Đệ sủng ái nàng ta. Thân cận nàng ta khác gì biểu hiện trung thành với Hứa Hậu đâu. Thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn muốn vị trí công bộ thượng thư. Nhã viện u tĩnh, sáng sớm những tia nắng đầu ngày tiêu sái tiến vào phòng, Thẩm Nhiễm xốc chăn màn lên, lê giày xuống đất. Thanh Lệ hầu hạ nàng rửa mặt, sắc mặt cô nương có chút tái nhợt, có cần dùng chút phấn không ạ? Thẩm Nhiễm lắc đầu. Đúng lúc này, một tỳ nữ tên Quốc Diệp vội vàng chạy tới. Thẩm Nhiễm từ trong gương đồng nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi, bình tĩnh nói đi. Hai chỗ sơn kia ngày ngày đều không khác gì hát tuồng. Quốc Diệp hít sâu một hơi, nói, hôm qua Hà Di Nương bị bệnh, một đêm sốt cao, vừa rồi Lan Quân đi thăm nhưng kia Chiêu Di Nương đột nhiên nháo lên muốn ăn bánh đậu đỏ. Thanh Lệ nói tiếp. Quốc Diệp rủ mi nói, Lan Quân cưỡi ngựa đi chợ phía đông rồi ạ. Ánh mắt Thanh Lệ cứng lại, lập tức xoay người nhìn cô nương nhà mình. Những việc này, trước kia không ít lần Lý Đệ làm vì Thẩm Nhiễm. Hồi tưởng lại lúc Phủ Vân Dương Hầu còn chưa xảy ra chuyện, đừng nói là đi chợ phía đông mua cái gì mà đậu đỏ, chỉ cần Thẩm Nhiễm chớp mắt nhiều thêm một lần Lý Đệ cũng phải đến nâng mặt nàng, kỹ càng kiểm tra một phen. Nhớ rõ có một năm vào đông, Thẩm Nhiễm bị nhiễm phong hàn. Thẩm Nhiễm không muốn lây bệnh cho hắn, nên sáng sớm liền phái người báo hắn không cần lại đây, nào biết Lý Đệ một hai phải tự mình chiếu cố nàng, đút thuốc. Lau mình đều là tự tay làm lấy, Thẩm Nhiễm bảo hắn đi, hắn càng phải ở lại. Vì thế sáng sớm hôm sau, Lý Đệ bắt đầu hắt xì ho khan, Thẩm Nhiễm lại dần dần tốt lên. Thẩm Nhiễm hỏi hắn có khó chịu hay không? Hắn nói, đáng giá. Không thể không nói, Lý Đệ người này giống như trời sinh đã biết dỗ dành nữ nhân, tướng mạo tuy không tính là tuấn mỹ vô song, nhưng cặp mắt thâm tình chân thành kia sẽ làm nhiều người lầm tưởng hắn rễ tình đâm sâu, ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm. Dễ như trở bàn tay là có thể công phá tâm phòng tuyến của nữ nhân. Thanh Lệ vẻ mặt lo lắng, lẩm bẩm nói, cô nương. Thẩm Nhiễm kéo vành tai, đối diện với gương đồng đeo khuyên tai, thấp giọng cười nói, không sao. Là Lý Đệ dạy nàng, hóa ra, dù đáy mắt toàn ý cười cũng có thể là lừa gạt. Sẽ không có người nào đáng giá để nàng tin tưởng lần nữa. Buổi chiều, Thẩm Nhiễm đi một chuyến tới chợ phía Tây. Đẩy cửa bách hương, đi vào trong vừa lúc nhìn thấy Thẩm Chân không người xử lý hoa cỏ. Thẩm Nhiễm tiến lên một bước, đặt hai trương khế đất tới trước mặt Thẩm Chân. Thẩm Chân cầm lên, kinh ngạc nhìn Thẩm Nhiễm,
đại tỷ, đây không phải. Phải, của hồi môn tỷ đã lấy về được, lần trước nghe muội nói muốn mở cửa hàng trà đạo ở chợ phía đông bên kia, ta thấy vị trí hai gian cửa hàng này không tồi. Thẩm Chân tiếp nhận, nhìn thoáng qua nói, vị trí này thật sự rất tốt. Thẩm Nhiễm nhìn hai má nàng ẩn hiện má lúng đồng tiền nói, cho muội cầm lấy đi. Thẩm Chân tuy không muốn lấy bạc của Lục Yến, nhưng cửa hàng Thẩm Nhiễm cho nàng lại không chút kháng cự. Thế cho nên sau khi Lục Yến nghe được việc này lập tức kéo lỗ tai Thẩm Chân chất vấn, tóm lại là nàng coi ta như người ngoài, đúng không? Thẩm Nhiễm ngồi xuống, tự mình rót đầy một chén nước, hỏi, còn giải quyết được. Thẩm Chân nói, tiền bạc trên tay muội tích cóp cũng khá ổn rồi, đang tính mời Lỗ quản gia làm việc cho nhà chúng ta trước khi trở về, kêu hắn giúp đỡ xử lý. Thẩm Nhiễm gật đầu, như vậy cũng tốt, rốt cuộc không thể đều tự thân làm mọi chuyện. Có cần điều gì muội cứ việc nói với ta. Tiếng kẽn vang lên, Thẩm Nhiễm hồi phủ, nàng mới vừa bước vào cửa, đã thấy hai tỳ nữ quay đầu liền chạy, một người chạy nhanh hơn chút, một người khác bị nàng trực tiếp ấn xuống. Ngẩng đầu lên, nói, vì sao thấy ta liền chạy. Tỳ nữ chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt Thẩm Nhiễm liền trực tiếp quỳ xuống, phu nhân thứ tội, phu nhân phạt nô tỳ đi. Đến tội còn chưa định đã thỉnh phạt, ý đồ kéo dài thời gian không thể rõ ràng hơn. Thẩm Nhiễm lập tức đi qua người nàng ta, trở về sân viện của mình. Nàng vén rèm lên, đi vào nội thất, vẫy tay, sương khói bốc lên từ lư hương có chút sặc mũi. Thẩm Nhiễm ngồi lên trên giường nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện chỗ nào kỳ dị, lại trong nháy mắt cúi đầu, hô hấp đột nhiên cứng lại. Tức khắc che miệng lại, nôn khan. Cô nương làm sao vậy? Thanh Lệ khẩn trương nói. Lòng bàn tay Thẩm Nhiễm đều đang run rẩy, nàng chỉ vào giường nói, mau chóng thay hết đệm chăn này đi, ngay lập tức. Thanh Lệ theo tiếng nhìn lại. Phát hiện trên gối ngọc không chỉ nhiều ra mấy sợi tóc, trên đệm chăn có lưu lại dấu vết son phấn. Thanh Lệ gọi người trong viện tới, cả giận nói, vừa rồi có ai tới đây? Người quỳ đầy đất hoặc là liên tiếp lắc đầu, hoặc là nói bản thân quá móc, không thì cũng nói tới phòng thái phu nhân hầu hạ, tất cả mọi người đều tìm được đủ thứ lý do. Viện này ai là chủ tử? Thanh Lệ nói. Được rồi. Thẩm Nhiễm nhìn về phía bọn họ, che lại ngực nói, các ngươi đều đi xuống đi. Sợi tóc, phấn son, cả phòng sặc mùi hương, không có một thứ nào không thuyết minh Chiêu Di Nương và Lý Đệ mới vừa rồi ở trong phòng Thẩm Nhiễm làm chuyện đó, có lẽ Lý Đệ chỉ vì hai chữ kích kích, cũng không phải muốn đánh vào thể diện của Thẩm Nhiễm, nhưng Chiêu Di Nương rốt cuộc đánh chủ ý gì, Thẩm Nhiễm hiển nhiên đoán được. Thế nhân ai không có lòng tham, Lý Đệ muốn duỗi tay chạm tới chức vị thượng thư, Chiêu Di Nương cũng giống như vậy, không muốn chỉ an phận thủ thường làm một thiếp thất. Đây chính là trắng trợn khiêu khích chủ mẫu. Giờ hợi vừa qua, Lý Đệ xuất hiện ở cửa sân viện của Thẩm Nhiễm, vừa mới chuẩn bị tiến vào đã bị Thanh Lệ ngăn ở bên ngoài. Vì sao cản ta? Lý Đệ nhíu mày nói. Thanh Lệ không người nói, cô nương tỳ vị bất hòa, trong phòng có uế vật, lang quân chớ nên đi vào. Bởi vì chột dạ, bước chân Lý Đệ dừng lại. Đã thỉnh đại phu chưa? Cô nương nói không cần thỉnh, qua tối nay thì tốt rồi. Lý Đệ híp mắt nhìn Thanh Lệ, ngươi tới Lý Phủ đã bao lâu? Thanh Lệ nói, đã hơn 4 năm. Hơn 4 năm, ngươi vẫn còn gọi nàng là cô nương. Lý Đệ nhàn nhạt nói, nàng bảo ngươi gọi. Là nô tỳ nói sai, về sau sẽ không tái phạm. Nếu để ta lại nghe thấy hai tiếng cô nương, ngươi không cần ở Lý Phủ hầu hạ nữa, nhớ kỹ chưa? Nô tỳ nhớ kỹ trong lòng. Thẩm Nhiễm ngồi ngay ngắn trước bàn gương, đối diện với gương đồng, nhìn khuôn mặt mình suy nghĩ xuất thần, yết hầu nàng nghẹn hơi thở, thổi không ra, nuốt không xuống. Thanh Lệ nói, cô nương nếu đã nhẫn đủ rồi, nô tỳ nguyện ý đánh cược cái mệnh này. Thanh Lệ, ta không có việc gì. Ngày mai nô tỳ sẽ lập tức ném cái giường này đi mua một cái khác tới. Không cần. Thẩm Nhiễm chậm rãi nói, cứ như vậy ngủ đi. Nến tắt, trong thất toàn là hắc ám, ánh trăng thẳng tắp rọi xuống, dừng trên thêm đá trước hành lang, lụa trắng, quang ảnh, áp lực lại u ám. Thẩm Nhiễm nằm thẳng trên giường, chậm rãi khép hai mắt lại. Kỳ thật, nàng nên cảm ơn vị Chiêu Di Nương kia. Cảm ơn đêm nay đã áp chết phần rơm rạ nàng còn cố bấu víu, đè ép nàng, khiến nàng có dũng khí bí quá hóa liều. Lại là một buổi sớm, Thẩm Nhiễm rửa mặt chải đầu trang điểm xong, nói với Thanh Lệ, kêu người chuẩn bị xe, ta muốn đi tới Đại Lý Tự. Thẩm Nhiễm vô cùng rõ ràng nam nhân kia muốn cái gì, nếu so sánh Lý Phủ với ổ sói, vậy Đại Lý Tự chính là huyệt hổ.
Nếu rơi vào huyệt hổ đã là điều tất nhiên, nàng cũng không hy vọng chính mình biến thành con mồi trong miệng hắn, mặc hắn cắn xé, rồi lại không có chút sức lực phản kháng. Thanh Lệ đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống. Nàng mặc một bộ váy lụa trắng xen với sắc xanh của thủy quang, làn váy dùng chỉ vàng thêu lên tầng tầng lớp lớp hải đường, giống như ánh mặt trời chiếu vào mặt nước nổi lên sóng nhỏ, màu hổ phách giao nhau trước ngực lộ ra cần cổ tuyết trắng lại tinh tế, khuyên tai yên chi theo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng lay động. Dung mạo thẩm gia nữ xuất chúng, toàn thành Trường An đều biết. Nhưng dù là vậy, Chu Thuật An vẫn là bị khóe mắt phong tình cùng vũ mị của nàng lay động. Trong lúc nhất thời, lao ngục tối tăm phản phất như tràn vào đầy ánh mặt trời rực rỡ. Chu Thuật An rũ mắt đứng dậy, nhấp môi mỏng giúp nàng mở cửa lao ngục, lúc trở ra, Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói với hắn một tiếng đa tạ. Sau nửa canh giờ, nàng rời khỏi nhà tù, chung quanh lại không thấy một bóng người. Trước kia nàng còn không hiểu vì sao chìa khóa gian nhà lao của phụ thân nhất định phải để trong tay đại lý Tự Khanh, không hiểu vì sao chỉ cần nàng tới, ngục tốt bốn phía đều sẽ âm thầm rời đi. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được. Chu Thuật An đứng dậy nói, ta đưa nàng ra ngoài. Thẩm Nhiễm sóng vai đi cùng hắn, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngước mắt dừng trên khuôn mặt cương nghị đứng đắn của nam nhân, môi đỏ khẽ mở, Chu Thuật An, Tự Dung Cảnh, người ở Gia Hưng Tô Châu. Nghe nàng gọi tên của mình, khóe miệng Chu Thuật An mang theo một ý cười, ánh mắt trở nên kiên định lại thanh minh. Điều tra ta. Thanh âm nam nhân trầm thấp, từng câu chữ lại thập phần rõ ràng. Chương 88, Thăng Quan. Điều tra ta. Chu Thuật An nói. Bốn mắt giao nhau, cặp mắt vũ mị câu người của Thẩm Nhiễm phát huy ra ưu thế tuyệt đối, chỉ hơi chợn đuôi lông mày, ánh mắt nam nhân tức khắc tối vài phần. Thẩm Nhiễm nhíu mày oán thanh nói, ta tốn 200 lượng bạc đi mua tin tức về Chu đại nhân, lại chỉ mua được 8 chữ, Tự Dung Cảnh, người Gia Hưng Tô Châu. Thực sự là có chút quý giá. Thanh âm Chu Thuật An không cao không thấp. Thẩm Nhiễm gật đầu tỏ vẻ tán đồng, có lẽ thám tử kia cũng cảm thấy lương tâm bất an, trước khi đi còn tặng ta một bức tranh sơn thủy Tô Châu, họa đế có một đầu thơ, nhưng thật ra lại đề rất hay. Chu Thuật An nhìn nàng nói, viết cái gì? Quân đến cô Tô Kiến, nhân gia tẩn gối hà. Cổ cung nhàn thiếu đất, thủy cảng tiểu kiều nhiều. Chu Thuật An nhìn cái miệng nhỏ của nàng mấp máy niệm phong cảnh Tô Châu, đường cong ở cằm dần dần căng thẳng. Thẩm Nhiễm dừng một chút, ôn nhu nói, quê cũ của Chu đại nhân có dáng vẻ như vậy sao? Nam nhân cười khẽ ra tiếng. Nháy mắt, vòng eo Thẩm Nhiễm đã bị một đôi cánh tay hữu lực như gông cùng xiềng xích giam giữ, hô hấp cũng bị đoạt đi. Bốn năm phu thê, từ trước đến nay lý đệ hôn nàng đều là ôn nhu mang theo một chút lấy lòng, nhưng Chu Thuật An không phải, cái hôn của hắn cực nóng, nguy hiểm, hít thở không thông lại cọ sát, khiến trái tim nàng rung động, ít hầu căng chặt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bàn tay hắn ở nàng trên eo nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Nhiễm đoán, nam nhân này đại khái là có thiên tính đoạt lấy con mồi cùng với bản năng phấn khởi. Chỉ là không biết, nàng là người thứ mấy. Mánh khóe thông thiên đại lý Tự Khanh, không biết nắm nhược điểm của bao nhiêu người, nếu hắn muốn chơi người nào đó, ai có thể biết đâu. Phía sau bọn họ là một bức tường. Từ góc độ Chu Thuật An xem, Thẩm Nhiễm chân dài, thân mình hơi cao, chỉ cần vòng eo nàng hơi hơi nâng lên, có một số việc, liền có thể làm. Hắn đã tới tuổi thành gia, sẽ không đến nỗi nhìn Thẩm Nhiễm 20 xuất đầu mà không hiểu gì, hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay chỉ cần hắn muốn, nàng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, một cổ lửa nóng thoáng chốc từ cổ họng đốt tới giữa hai chân, cứng rắn nóng bỏng, ý nghĩ sằng bậy, hắn không thể dừng được. Giờ phút đang ở trong lồng ngực hắn lại là người hắn niệm, nhớ nhung, nhất thế gian. Khóe miệng Chu Thuật An gợi lên ý cười cùng bản năng đấu tranh, chợt vung tay ép sát, đứng thẳng thân thể. Nói đi, nàng muốn ta làm gì? Thẩm Nhiễm nhìn hắn, nhẹ nhàng hô hấp, bộ ngực cao thấp phập phồng. Hòa hoãn một lúc lâu, nàng từ tay áo lấy ra hai tờ giấy, thấp giọng nói, đây là một phần của sổ sách mở thông tế cừ ta sao chép lại. Nơi này, một trương viết số ngân lượng lại bộ rút ra, một trương là chứng cứ trung gian lý để kiếm lời bỏ vào túi tiền riêng. Đây tuy không coi là bằng chứng, nhưng tra xuống, chắc chắn sẽ phát hiện ra chút gì đó. Chu Thuật An lại lần nữa cúi người, nói khẽ với nàng nói, đừng thầm thì, ta không nghe rõ, nói lại một lần nữa. Tư thế gần gũi ái muội hiển nhiên là hàm chứa trêu đùa. Thẩm Nhiễm cắn răng, theo ý hắn, từng câu từng chữ nói lại một lần. Nam nhân cừ một tiếng, theo sau cầm trang giấy thu vào trong ngực, nói, lúc này mới nghe rõ.
Chu Thuật An đưa tay vén một sợi tóc tán loạn ra sau tai nàng, nói, muốn nàng đáp ứng chuyện của ta, khó lắm sao? Nàng tổng cộng đáp ứng hắn ba điều, không vào đạo quan, không để Lý Đệ chạm vào, còn có một cái cuối cùng là tư tình với hắn. Điều thứ nhất và ba trong lòng hắn đều sáng như gương, hắn muốn hỏi, đơn giản là cái thứ hai. May mắn tránh thoát. Ý ngoài lời chính là, đã là may mắn, vậy không ai bảo đảm được lần nào cũng sẽ may mắn. Bọn họ một trước một sau bước ra ngục đại lý tự, dương quang chói mắt chiếu lên hai người, lúc nàng xoay người rời đi, Chu Thuật An chợt nắm lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói, nếu hắn dám khi dễ nàng. Thẩm Nhiễm quay đầu lại xem hắn, rút tay về, thấp giọng nói, công việc của Chu đại nhân dù không quá vất vả cũng không đến nỗi can thiệp vào gia sự của người khác chứ. Dứt lời, nàng không quay đầu lại mà trực tiếp đi lên xe ngựa. Cảm xúc giữa nam với nữ đều lần lượt hình thành qua những lần thử, hắn lui một bước, nàng liền tiến thêm một bước. Hắn nhìn làn váy như nắng vàng rực rỡ của nàng, hai mắt híp lại. Cố ý, đúng không? Phủ Kinh Triệu. Lục Yến tiếp nhận chức vụ Kinh Triệu Phủ Doãn, vậy vị trí Thiếu Doãn đương nhiên trống rỗng. Phủ Kinh Triệu không thuộc lục bộ mà là thánh nhân trực tiếp quản hạt, tự nhiên là ai cũng có thể tiến cử người vào. Thái tử thức thời, biết cơ cấu giống như Phủ Kinh Triệu, đại lý tự không nên động đến, nên sớm liền tránh đi, không tiến cử hiền tài, ý đồ duỗi tay của Hứa gia chung quy vẫn phải lui trở về. Đúng lúc buồn rầu, hộ bộ thị lang Tùy Ngọc tiến cử một người cho Lục Yến, người nọ tên gọi Mạnh Duy. Mạnh Duy là con út của tiền nhiệm đại tư nông Mạnh Hạo Dịch, năm ấy 19, bởi có danh hiệu thiếu niên thiên tài, 3 năm trước đây dựa vào môn ấm tổ tiên nên bị phong một chức bát phẩm huyện thừa. Nghe nói năng lực hắn trác tuyệt. Chẳng những có thể nghiệm thi, hiểu y thuật, chạy trốn mau, còn đặc biệt hiểu rõ tấn luật. Lẽ ra có thiên tư bậc này nên sớm ở kinh thành bộc lộ tài năng, nề hà môn đình Mạnh gia không còn như trước, tam ca hắn mỗi lần xử án đều khiến hắn phải chịu không ít chèn ép. Đương nhiên, Mạnh Duy chịu chèn ép cũng không phải không thể lý giải, một bên tri huyện vì phán án mà lật xem luật pháp đến đầu đổ mồ hôi, Mạnh Duy lại có thể lập tức ngâm nga nguyên văn, ai có thể thoải mái nổi. Mạnh Duy một thân bản lĩnh vừa lúc phụ trợ ra người khác vô năng. Cất nhắc hắn, vậy không phải đưa bả vai mình cho hắn duỗi chân dẫm sao? Lục Yến nghe nói có nhân vật hào kiệt như vậy, lập tức gật đầu. Tiến cung diện thánh xong, Mạnh Duy lập tức bị điều nhiệm đến Phủ Kinh Triệu. Chỉ là Mạnh Duy tuổi còn nhỏ, lại chưa tham gia khoa cử, không thể phục chúng, tự nhiên không thể trực tiếp phong làm chính tứ phẩm, cho nên chức Thiếu Doãn Phủ Kinh Triệu này phía sau còn nhiều thêm hai chữ tạm thay. Mặc dù là tạm thay, cũng là người khác cầu mà không có được. Lục Yến ngồi trong phòng ký tên, cúi đầu nhìn hồ sơ, tôn tổ cụ một tiếng, Lục đại nhân, Mạnh Duy tới rồi. Lục Yến nâng cằm, nói, kêu hắn tiến vào. Mạnh Duy trời sinh thập phần sáng sủa, cái trán hơi cao, ánh mắt ngây ngô, nện bước biển chuyển nhẹ nhàng, tư thế không sai chút nào, dựng mắt liền biết, đây là một thiếu niên lang cả người mọc đầy quy củ. Lại đây. Lục Yến nói. Mạnh Duy đi qua, thấp giọng nói, Mạnh Duy gặp qua Lục đại nhân. Ngẩng đầu, ánh mắt Mạnh Duy chớp động. Vị thiếu niên lang này đối với Lục Kinh Triệu là vô cùng kính ngưỡng, có thể nói là không khác gì nước sông dậy sóng, liên miên không dứt. Ở trong mắt Mạnh Duy, Trường An nếu không có Lục đại nhân, vậy Nguyên Khánh năm thứ 17 này nơi nào còn có trời trong nắng ấm, ôn dịch một khi lan tràn, chỉ sợ chỉ còn tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lục Yến nhìn hắn nói, ta nghe nói ngươi biết nghiệm thi, còn hiểu y thuật. Mạnh Duy nói, thuộc hạ chỉ là hiểu sơ, không coi là tinh thông. Lục Yến gật đầu, Phủ Kinh Triệu công việc bề bộn, không thể cho ngươi quá nhiều thời gian thích ứng, hôm nay Ngỗ Tắc xin nghỉ, hậu viện đặt hai thi thể, ngươi có nguyện ý đi xem. Hồi bẩm đại nhân, đây là công việc thuộc bổn phận của thuộc hạ. Mạnh Duy nhớ lại lúc hắn còn ở huyện nha địa phương, tri huyện mệnh hắn nghiệm thi đào mồ, nhưng chưa bao giờ hỏi qua hắn có nguyện ý hay không. Ngược lại, công văn hồ sơ vụ án đến cơ hội chạm vào cũng không có. Công Húc ở một bên cười nói, còn thất thần làm gì, mau cùng nha lệ qua đi. Mạnh Duy mới vừa xoay người, Lục Yến lại nói, đợi chút. Đại nhân có gì phân phó? Lục Yến dùng bút lông sói điểm lên hồ sơ vụ án, một chồng này là của ngươi, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi Tôn đại nhân, hoặc hỏi Tư Lục tham quân. Mạnh Duy nhìn một chồng công văn kia. Bên trong có hồ sơ vụ án, có mẫu đơn kiện, trong nháy mắt, chắp mũi đau xót, kém chút là khóc ra tới, đôi mắt đầy nhiệt huyết của hắn thoáng chốc trở nên nóng bỏng,
hắn rốt cuộc cũng đi tới nơi mà tâm hắn hướng về rồi. Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, có chút không nỡ nhìn thẳng, liền vẫy tay về phía hắn, đi đi. Mạnh Duy tay ôm chồng hồ sơ vụ án, lớn tiếng nói, ân Lục đại nhân, Tôn đại nhân dìu dắt, Mạnh Duy cuộc đời này nhất định không quên. Tôn đại nhân liên tục gật đầu, tiểu Mạnh đại nhân nói quá lời, dìu dắt ngài không phải ta, mà là Lục Kinh Triệu của chúng ta. Nếu ngài vào phủ Kinh Triệu, ngày sau cũng giống như người nhà ở chung với nhau, không cần câu nệ như vậy. Thấy cảnh như vậy, lại nghe lời này, nếu Mạnh Duy không phải nam nhi, nhất định phải gạt nước mắt tại đây. Mạnh Duy đi rồi, Lục Yến nhích lại phía sau, ánh mắt giãn ra, cặp mắt từ trước đến nay lõi đời không khỏi tràn ra ý cười. Vị Mạnh Duy này, hắn thật sự rất vừa lòng, đều dễ lừa gạt như Thẩm Chân vậy. Có thể không hài lòng sao? Mạnh Duy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một thân khát vọng, làm nhiều việc nặng việc dơ, một tiếng khổ cũng đều không kêu. Đối với Lục Yến, Tôn Húc đám người xem nhiều hồ sơ vụ án tới muốn phun đương nhiên toàn là cảm kích. Dường như hồ sơ vụ án trước mắt chính là sự tín nhiệm tràn đầy của thượng cấp, là vì Đại Tấn dâng lên một phần sức lực. Nói thật, nếu ai lại đây cũng như thế. Trong nha môn nhiều thêm một vị cấp dưới như vậy, Lục đại nhân ít nhất có thể nghỉ nhiều thêm thời gian hai chén trà. Tôn Húc nhếch môi cười nói, Lục đại nhân có phải hơi độc ác quá hay không? Những hồ sơ vụ án đó, lại thêm hai thi thể, y tính tình của vị tiểu Mạnh đại nhân này, hôm nay còn có thể đi ngủ sao? Lục Yến trả lời lại một cách mỉa mai, Tôn đại nhân vừa rồi không phải còn nói muốn cùng người nhà có thêm thời gian ở chung sao? Sao không đi giúp một chút? Tôn Húc sờ soạn cái mũi nói, ta đây cũng là muốn thử năng lực của hắn, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lục Yến cho hắn một ánh mắt, ta cũng vậy, chợt, lấy ra một chồng hồ sơ không bằng một nửa chồng vừa rồi cho Tôn Húc, đây đều là địa phương huyện nha xử lý không được. Tôn Húc cũng không phải người sức trâu như vị Mạnh Duy kia, phủ Kinh Triệu một ngày phải xử lý bao nhiêu án kiện, trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng. Trong tay hắn với cả phần của Mạnh Duy. Lục đại nhân đây là đưa hết phần dư lại cho hắn. Lát sau, Lỗ Tham Quân từ ngoài trở về nha môn, đúng lúc đuổi kịp Lục Yến đang vội vã rời đi, không khỏi lắc đầu cảm thán, Tôn đại nhân, Lục đại nhân chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi một chút sao? Tôn Húc ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo khóe miệng, mạnh mẽ vỗ lên lưng Lỗ Tham Quân, nói, xem cho kỹ, Lục Kinh Triệu đó là đang hạ trị. Lỗ Tham Quân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Lục đại nhân cuối cùng cũng biết về sớm rồi. Nghe vậy, Tôn Húc tức khắc vô ngữ cứng họng. Lắc đầu, lại lắc đầu. Chương 89, tốt. Lục Yến sở dĩ vội vã tan làm, nguyên nhân chính là vì hai ngày trước, bồ câu trắng rốt cuộc đã có thể tránh thoát nhà giam, dương cánh bay lượn trong thành Trường An. Cuối cùng là hạ cánh trong tay Lục đại nhân. Thẩm Nhiễm tặng Thẩm Chân hai cửa tiệm có mặt tiền cực tốt. Mặt tiền cửa hiệu này trước là cho người Nhật Bản thuê để làm kinh thương, trước mắt bị Thẩm Chân thu hồi, đổi thành cửa hàng lá trà. Đại Tấn thích trà đã trở thành tục lệ, lợi nhuận lá trà mang lại cũng thập phần khả quan, điều này dẫn tới rất nhiều thương nhân vào Nam ra Bắc đều đổi nghề làm trà thương. Chợ phía Tây ở Trường An chính là nơi nhiều trà thương tụ tập nhất. Trà thương từ Phù Lương, Vũ Nguyên, Kỳ Môn, Đức Hưng, Giang Lăng đến đều có cửa hàng ở chỗ này. Dưới chân Hoàng Thành, huân quý giữa đường. Nghề dễ kiếm tiền giống như một cục xương không dễ gặm. Tuy Thẩm Chân đã tìm hiểu về trà đạo tương đối rõ, cũng tìm được Lỗ trưởng quầy hiểu biết nhiều mặt, nhưng lại có người không muốn để nàng dễ dàng kiếm bạc. Nguyên bản chợ phía đông chỉ có hai nhà trà phô, nhưng sau khi Thẩm thị treo biển lên, trong một đêm, trà phô sang sát, trà thương tụ tập. Rất nhiều đầu trâu mặt ngựa sôi nổi chủ động tới cửa giao tiếp. Thẩm Chân không tin những người này, đành phải truyền tin cho Lục Yến, kêu hắn tới tìm giúp hai trà trang đáng tin cậy. Lục Yến đọc được tin, ngón tay cái vuốt ve bồ câu một hồi lâu. Một tiểu nữ nhân được kiều dưỡng trong nội trạch mà lớn lên như Thẩm Chân tại sao lại đột nhiên một lòng một dạ muốn kiếm bạc, trong lòng hắn thập phần rõ ràng. Nói đến cùng, đơn giản là vì năm trước phải chịu quá nhiều ủy khuất. Gia đạo sa sút, kẻ đòi tiền tìm tới tận cửa, cuối cùng bị 8.000 lượng bức cho phải làm ngoại thất của hắn. Ngoại thất. Lục Yến đọc thầm hai lần trong lòng. Nói thật ra, mới đầu hắn thật sự không nghĩ sẽ dưỡng nàng như ngoại thất. Một bên hưởng thụ thân thể nàng, lại vừa nghĩ chờ bệnh tim của hắn khỏi rồi, cá nước thân mật cũng đủ rồi, liền đưa nàng về Dương Châu thôi. Hắn thậm chí đã tính sẵn phí bịt miệng xa xỉ cho nàng. Hồi tưởng lại chính hắn cũng không khỏi câu khóe miệng, thật sự là có chút vô sỉ. Thôi vậy, nàng muốn làm thì làm đi.
Vừa lúc Lục Gia ở chợ phía Tây cũng có tiệm trà, hắn trực tiếp phân con đường nhà mình cho nàng là được. Hắn ngồi trên xe ngựa, chậm rãi chạy về hướng chợ phía Tây. Thời gian quay lại 2 canh giờ trước. Tiết trời trầm buồn, mây đen giăng kín, Thẩm Chân đùa nghịch hoa mẫu đơn trong tay, phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Bao vây lại, không được để ai tiến vào. Thẩm Chân quay đầu lại, nhìn thấy người tới, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Đại công tử Hứa Gia, Hứa Uy. Hắn lại tới làm gì? Miêu Lệ và Miêu Khỉ vừa thấy là hắn, lập tức ngăn ở trước mặt Thẩm Chân. Hứa Uy đưa tay trái lên làm một tư thế dừng, sau đó nói, hôm nay ta tới là muốn cùng cô nương các ngươi ôn chuyện. Ta và Hứa công tử cũng không có giao tình. Thẩm Chân nói thẳng. Hứa Uy nhìn gương mặt của nàng, nhẹ nhàng cười, tam cô nương kêu người của nàng ra ngoài đi. Dứt lời, hắn giơ tráp trong tay lên nói, đây là vật cũ trước kia ở phủ Vân Dương Hầu, ta nghĩ, đồ vật bên trong này nàng sẽ không muốn để người khác thấy đâu. Ánh mắt Thẩm Chân khẽ biến, ai biết bên trong có trá hay không? Hứa Uy làm như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, liền nói, Hứa mỗ chỉ muốn giao lại tráp này cho tam cô nương, thuận tiện nói hai câu, chợ phía Tây ở Trường An rõ như ban ngày, tam cô nương còn sợ cái gì? Vật cũ của phủ Vân Dương Hầu, Thẩm Chân lặp lại suy nghĩ liền để Miêu Lệ, Miêu Khỉ canh giữ ở cửa. Cánh cửa khép lại, trong phòng cũng chỉ còn hai người bọn họ. Hứa Uy đi đến bên người nàng, đặt hộp trong tay lên trên án kỷ, buồn bã nói, sau khi phủ Vân Dương Hầu bị xét nhà, từng có kẻ tay chân không sạch sẽ trộm lẻn vào, cầm vài thứ ra bán, đây là ta tốn số bạc lớn mới mua về được, tam cô nương nhìn một cái đi. Thẩm Chân tiếp nhận, cúi đầu nhìn tráp trong tay. Trong phòng, mùi hương thoang thoảng bốn phía, mỹ nhân tóc dài đến eo, ngón tay tinh tế trắng nõn, như nhu đề, sườn mặt tú mỹ, vòng eo mảnh khảnh, đường cong mềm mại, câu đến khiến hầu kết nam nhân hoạt động lên xuống. Hắn ta giả ý thở dài, thật ra là thổi một hơi về phía nàng, vài sợi tóc phiêu động, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn hết sức mê người. Thân thể Hứa Uy nháy mắt sung huyết. Người không quen biết đại công tử Hứa Gia đại khái đều sẽ bị túi da văn nhã này của hắn lừa, chỉ có Túc Ninh Bá Đằng Vương mới biết được trong xương cốt hắn ta là cái dạng nam nhân gì, ban đêm chơi dơ tới mức nào. Mặt ngoài Hứa Uy chỉ nạp đàng hoàng một thiếp thất, sau lưng lại là khách quen của hẻm Liễu Pháo Hoa, nữ tử từng cùng hắn một đêm hiếm có người dám tới lần thứ hai. Hắn càng có nhiều nữ nhân, chơi càng đa dạng phong phú thì lại càng không quên được gương mặt chọc người yêu thích của Thẩm Chân, như nước lại như sương mù, cô nương như vậy mà khóc lên xin tha thì sao kỹ nữ ở Bình Khang Phường có thể so được. Đơn thuần đến mức tận cùng, cũng là một loại mê hoặc khác khiến người mê muội. Cô nương như vậy nên áp xuống dưới thân tùy ý thảo phạt. Từ khi Trường Bình Hầu hồi kinh, hắn vốn đã nguôi tâm tư này, nhưng thất nương nhà hắn lại trong lúc vô ý nhắc tới, trên thân Trường Bình Hầu còn mang hiếu kỳ, trong vòng 2 năm Thẩm Chân không thể gả cho hắn được. Một câu này không khác gì một mồi lửa khiến tro tàn lại cháy. Nếu Thẩm Chân nàng có nghề nghiệp của chính mình, không thiếu bạc tiêu, vậy hắn liền cho nàng một ít thứ tốt khác. Thẩm Chân nín thở mở tráp ra, thấy rõ ràng đồ vật bên trong, đôi tay lập tức cứng lại. Tráp cạch một tiếng rơi xuống đất. Một kiện yếm đào hồng nhạt nàng tự tay khâu vá cũng theo đó rơi xuống đáp trên mặt đất. Hứa Uy chật một tiếng, không người nhặt lên, lại nắm trong tay đưa tới chỗ chóp mũi, một năm rồi mà vẫn còn thơm. Thẩm Chân nháy mắt đỏ mắt, tức giận đoạt lấy, ngươi đừng chạm vào. Ta đừng chạm vào. Vậy ai có thể chạm vào? Hứa Uy đi tới một bước, ta nghe nói là Sở Tuần cứu nàng, nói cho ta, hắn chạm vào nàng chưa? Thẩm Chân không muốn cùng hắn ta nói một chữ, chuẩn bị kêu người, Hứa Uy lại bưng kín nàng miệng, Hứa Uy ta chính thức nạp nàng làm thiếp, được không? Ở trong mắt Hứa Uy, với thân phận hiện tại của Thẩm Chân, nữ nhi tội thần, làm thiếp thất qua cửa cho Hứa Gia hắn đã xem như nàng trèo cao rồi. Một tay Thẩm Chân đẩy hắn ra, đúng lúc này, cửa Bách Hương Các cũng đúng lúc mở ra. Mà người đi vào lại khiến hai người trong phòng chấn động. Thế nhưng là Tĩnh An trưởng công chúa. Thẩm Chân gặp qua trưởng công chúa. Thẩm Chân khom người nói. Hứa Uy sửng sốt, cũng vội vàng nói, thần gặp qua trưởng công chúa. Tĩnh An trưởng công chúa dương mắt nhìn hai người ánh mắt hoảng loạn, lại cúi đầu liếc mắt nhìn kiện yếm trên mặt đất, một đôi mắt đào hoa khẽ nhíu. Bà thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi ra cửa dạo phố, mới vừa tiến vào chợ phía Tây vài bước đã thấy bên ngoài cửa hàng Thẩm gia vây quanh một đám người. Tò mò nên bà liền đi đến, không ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy. Người Hứa gia gần đây quả thật khiến bà mở rộng tầm mắt.
đại công tử Hứa gia cũng tới cửa hàng hương phấn mua đồ sao? Hứa Uy cười nói, thần chỉ là tới mua cho gia muội ít son phấn thôi. Đúng không? Vậy mua xong rồi. Khóe môi trưởng công chúa gợi lên nói. Hứa Uy xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, tiến lên một bước, cầm lấy mấy chai lọ vại bình, sau đó để tiền lên án kỹ. Thấy trưởng công chúa không muốn đi, Hứa Uy liền biết hôm nay sự tình không thành, đành xoay người rời đi. Thầm nghĩ, ngày khác lại tìm cơ hội đi thẩm phủ gặp nàng vậy. Hứa Uy xám xịt đi rồi, Tĩnh An trưởng công chúa vẫy tay kêu người đóng cửa lại. Cửa hàng này là của ngươi. Vâng. Tĩnh An trưởng công chúa tìm cái ghế tròn ngồi xuống, ngón trỏ gõ nhẹ hai tiếng lên bàn, nói, lại đây. Tiếng nói vừa dứt, trái tim lúc cao lúc thấp của Thẩm Chân như bị người nắm lại. Ngữ khí bọn họ nói chuyện quả thực không có nhiều khác biệt. Thẩm Chân đi đến bên người bà, hít sâu một hơi, nói, đa tạ trưởng công chúa vừa rồi ra tay tương trợ. Tĩnh An trưởng công chúa ngước mắt xem nàng, khóe môi cong cong. Còn được, là đứa bé ngoan ngoãn. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt Tĩnh An trưởng công chúa dừng trên chiếc yếm, nhẹ giọng nói, đó là của ngươi sao? Yếm. Thẩm Chân song quyền nắm chặt. Rõ ràng trước mắt nàng nên trực tiếp phủ nhận mới là tốt nhất, trên người nàng xiêm y sạch sẽ, không có bất luận dấu vết ái muội nào, đường đường trưởng công chúa cũng sẽ không lo lắng chạy đi tra chuyện của nàng. Nếu là ngược lại, dù nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Áo yếm của nữ nhi gia lại rơi vào tay ngoại nam, cho dù không có tư tình, vậy thanh danh thì sao? Nhưng nàng nhìn hai mắt người nọ cực kỳ giống hắn, chung quy vẫn gật đầu. Dạ phải. Thẩm Chân lại vội giải thích nói, nhưng đây đều là trước kia đặt ở hầu phủ. Tĩnh An trưởng công chúa trực tiếp ngắt lời nàng, ngươi không cần giải thích với ta, chuyện hôm nay ta xem như chưa từng thấy qua. Nếu bà chỉ là Tĩnh An trưởng công chúa, giờ khắc này, không biết Thẩm Chân sẽ có bao nhiêu cảm kích bà. Nhưng bà còn là mẫu thân của hắn a. Hai mắt Thẩm Chân nháy mắt nổi lên một tầng sương. Cũng lại một lần ý thức được, một khi mất đi quan hoàn của đích nữ hầu phủ, giữa nàng và hắn phảng phất như cách cả lạch trời. Đa tạ trưởng công chúa. Thẩm Chân thấp giọng nói. Tiểu cô nương che giấu rất tốt, nhưng nếu cẩn thận nghe, cẩn thận suy đoán cũng không khó nghe ra trong đó ẩn chứa tia nghẹn ngào. Tĩnh An trưởng công chúa nhìn Thẩm Chân hồi lâu, cái gì cũng chưa nói, chỉ là trước khi đứng dậy rời đi thì sờ lên óc nàng, nhẹ giọng nói, tốt. Thời điểm Lục Yến đến chợ phía Tây, dương mắt chợt nhìn thấy một đám người vây quanh ngoài cửa Bách Hương Các. Chủ tử, đó là xe ngựa của trưởng công chúa. Dương Tông nói. Ánh mắt Lục Yến tối sầm lại, thấp giọng nói, ta biết. Chủ tử, chúng ta có nên đi vào không ạ? Dương Tông cũng coi như là lớn lên ở phủ trấn quốc công, tính tình của trưởng công chúa và chủ tử nhà mình quả thực là từ một khuôn mẫu khắc ra. Tiểu phu nhân còn ở bên trong. Không được. Lục Yến xoa ngực, chúng ta đi thôi. Sau một lúc lâu, trưởng công chúa nhấc chân từ Bách Hương Các ra tới, theo bản năng nhìn sang hướng bên phải, vừa nhìn quả nhiên thấy được bóng dáng Dương Tông. Khóe miệng bà khẽ cong lên. Thẩm Chân ngồi trên ghế tròn suy nghĩ xuất thần, hốc mắt ửng đỏ, cũng không lên tiếng, Thanh Khê hỏi nàng thật nhiều nhưng nàng lại giống như không nghe thấy gì. Mãi cho đến đêm, bên giường nàng đột nhiên xuất hiện thêm một người. Thẩm Chân sợ tới mức ngồi dậy. Mái tóc dài đen nhánh nhu thuận khoác trên vai nàng, khuôn mặt nhỏ không lớn bằng bàn tay nam nhân, ánh mắt xinh đẹp chứa đầy kinh hoảng, kinh ngạc, hoảng hốt. Lục Yến nghiêng nghiêng dựa vào mép giường, tùy ý mân mê mấy sợi tóc của nàng, nhìn chút tiền đồ của nàng này. Chương 90, tập kích. Thẩm Chân ngơ ngác nhìn nam nhân đứng cạnh giường. Ánh trăng soi xuống khiến khuôn mặt nàng hiện ra trắng bệch. Sau khi gia đạo sa sút, làm ngoại thất của người, Thẩm Chân lại một lần nữa thể hội cảm giác vô lực khi bị người áp chế đến từ thân phận và địa vị chênh lệch. Tỷ như, nàng từng lấy thân phận tam tiểu thư hầu phủ gặp qua trưởng công chúa rất nhiều lần, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên nàng không dám nhìn thẳng vào mắt trưởng công chúa. Lại tỷ như, nàng cũng từng ở buổi yến săn thú, bữa tiệc thưởng xuân gặp qua Hứa Uy, khi đó Hứa Uy nho nhã lễ độ, nhiều nhất là gọi nàng một tiếng tam cô nương. Lục Yến tìm người hỏi thăm chuyện hôm nay, đại khái đoán được vì sao nàng sẽ lộ ra biểu tình như hiện tại. Ngón tay nam nhân xoa tóc nàng, tùy ý vòng hai vòng, nhàn nhạt nói, Hứa Uy nói cái gì với nàng cái gì. Trong bóng đêm, tiểu cô nương ngồi quỳ bên người nam nhân, gật đầu nói, hắn muốn nạp ta làm thiếp. Tay Lục Yến đang đùa bẩn sợi tóc chợt cứng lại, buông ra lại ôm eo nàng, còn gì nữa. Thẩm Chân ngập ngừng, sau đó mới đưa ráp cho hắn, nói, cái này.
cũng bị trưởng công chúa nhìn thấy. Lục Yến nắm kiện yến màu hồng đào nhạt trong tay, vuốt ve, ánh mắt đen tối không rõ. Trầm mặc một lát, hắn kéo tiểu cô nương đến bên người, ôn nhu nói, có sợ không? Thẩm Chân lắc đầu, nói một câu Lục Yến chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ nói. Đại nhân đối tốt với ta, cuộc đời này Thẩm Chân đều sẽ nhớ rõ, nhưng nếu trưởng công chúa không thích ta, mong chàng đừng vì ta mà ngỗ nghịch ý tứ của người trong nhà. Dứt lời, Thẩm Chân ngửa đầu hôn lên cằm hắn. Lúc Hứa Uy dùng ánh mắt bố thí nói ra câu kia, Hứa Uy ta chính thức nạp nàng làm thiếp, được không? Thẩm Chân liền cảm giác như có một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, lạnh lẽo hắt cho nàng tỉnh táo. Môn đình Hứa gia còn như thế, nói gì tới phủ trấn quốc công, muốn gả cho hắn, với có thể gả cho hắn, chung quy là hai việc khác nhau. Lục Yến cúi đầu nhìn nàng, độ cung ở khóe miệng mang theo vài phần trào phúng, tam cô nương hiểu chuyện như vậy sao? Nghe ra giọng nói hắn không vui, Thẩm Chân theo bản năng nắm chặt tay. Trầm mặc hồi lâu, Lục Yến véo nhẹ cằm nàng, ánh mắt thấm hàn ý, Thẩm Chân bị dọa co rụt lại, nhưng vẫn không động đậy. Tay nam nhân đương nhiên biết rõ dùng lực vừa phải. Ý tứ người trong nhà. Nàng có biết mẫu thân cho ta gặp không ít cô nương, Mạnh gia nữ, Vương gia nữ, còn có Hứa gia có ý định liên hôn với phủ trấn quốc công, bằng không nàng chọn một người, ngày mai ta lập tức đi cầu hôn. Hay là nàng cảm thấy phu nhân hộ quốc công thích nàng? Gả cho Tô Hành càng tốt. Phu nhân hộ quốc công chính là mẫu thân của Tô Hành. Nghe hắn nói như thế, nước mắt Thẩm Chân bỗng nhiên không thu được, từng hạt giống như châu ngọc rơi xuống, xoành xoạch dừng trên tay nam nhân. Lục Yến chịu đựng đau đớn nơi lồng ngực mà nhìn nàng, cũng biết chính mình quá đáng. Chỉ là một cái chớp mắt kia, hắn bỗng dưng nhớ tới dáng vẻ trước khi chết của mình. Nhớ tới chuyện nàng gả cho người khác. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng nói, Thẩm Chân, nàng muốn ầm ĩ ta thế nào cũng được, nhưng chuyện vừa rồi không cho phép nhắc lại. Biết chưa? Thẩm Chân rũ mắt không nhìn hắn, lông mi dài ẩm ướt, thấp giọng nức nở một tiếng, lại nhanh chóng nuốt trở về. Thấy nàng khóc thành như vậy, dù người tâm có lạnh đến đâu cũng phải mềm xuống. Lục Yến thở ra một hơi, cuối cùng vẫn duỗi tay nhấc người đặt lên trên đùi. Thẩm Chân không nhúc nhích bị hắn ôm vào trong ngực, đầu dựa lên vai hắn. Nam nhân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Hứa Uy có đức hạnh gì trong lòng mẫu thân hiểu rõ, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, được không? Tính tình của tam cô nương chúng ta tốt như thế, làm sao có người không thích nàng? Đừng khóc. Hắn hôn lên đỉnh đầu Thẩm Chân, ngủ đi, ta ở đây với nàng. Thẩm Chân ngủ rồi, Lục Yến ra khỏi thẩm trạch, sắc mặt lập tức trầm xuống, môi mỏng hơi nhấp, phân phó vài câu cho Dương Tông. Màn xe ngựa hạ xuống, hai mắt Dương Tông trợn tròn. Ở trong lòng yên lặng thay đại công tử Hứa gia thắp một ngọn nến. Lục Yến làm quan mấy năm, sớm đã thu liễm tính tình năm đó, nhưng thu liễm cũng chỉ là thu liễm mà thôi, bản tính của một người sao có thể dễ dàng thay đổi được. Thế tử gia phủ trấn quốc công trước nay đều không phải người lương thiện. Không tới mức tính toán chi ly, nhưng cũng là người có thù tất báo. Động vào người hắn đặt trong lòng, Hứa Uy xem như lật thuyền. Buổi tối, Hứa đại công tử híp mắt, lão đảo lắc lư rời khỏi tửu lâu, đang chuẩn bị hồi phủ thì bị người che kín mũi miệng kéo lên xe ngựa. Đến phụ cận Khúc Giang, mấy hán tử túm Hứa Uy xuống dưới, ném lên mặt đất, mấy cây côn bổng không chút lưu tình đập lên người hắn, mặt, tay, chân, không buông tha bất kỳ chỗ nào. Hứa gia đại công tử sao chịu nổi đòn hiểm như vậy, vừa đau vừa gào ầm lên, một bên lại uy hiếp nói, các ngươi có biết ta là ai không? Biết cha ta là ai không? Biết cô ta là ai không hả? Cha ta là tả tướng đại nhân. Cô chính là hoàng hậu đương triều, các ngươi dám động vào người Hứa gia là không muốn sống nữa đúng không? Có phải các ngươi là Trường Bình hầu kêu tới đúng không? Nói a. Mẹ nó, các ngươi tốt nhất nên đánh chết ta. Đánh không chết ta. Ngày mai các ngươi đừng ai mong sống sót. Tiếng nói vừa dứt, bụng hắn lại phải ăn thêm đòn hiểm. Một canh giờ sau, khí thế kiêu ngạo quả nhiên biến mất, biến thành rên rỉ khẩn cầu. Bạc. Ta có thể cho các ngươi bạc bao nhiêu cũng được. Nhưng bất luận Hứa Uy khẩn cầu thế nào, mấy tráng hán giống như không nghe thấy gì, mãi cho đến khi bóng đêm rút đi bọn họ mới thu tay lại. Lúc người Hứa gia nhìn thấy Hứa Uy quả thật chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Hứa phu nhân vỗ án đứng dựng lên, là kẻ hỗn trướng nào dám động vào người Hứa gia ta. Tự nhiên còn dám trắng trợn táo bạo đưa tới tận cửa. Quá mức càng rỡ mà. Hứa Thất Nương nhìn ca ca nhà mình bị đánh thành như vậy, không khỏi kinh hô một tiếng. Giây lát, một gã sai vặt chạy vào trong viện,
Hứa phu nhân run giọng nói, điều tra ra sao rồi? Gã sai vặt không người nói, phu nhân thứ tội, trước mắt vẫn không có đầu mối. Nô tài đi hỏi mấy vị hôm qua uống rượu cùng đại công tử, bọn họ đều nói không nhìn thấy gì hết. Hứa phu nhân hít sâu một hơi, nói, Mạnh đại phu, tình trạng của Uy Nhi thế nào? Bao giờ mới tỉnh lại? Mạnh đại phu lắc đầu, phần đầu bị thương nghiêm trọng, hơn nữa mất máu quá nhiều, có thể giữ được mạng đã là rất may, còn bao giờ mới có thể tỉnh lại, điều này khó mà nói. Hứa tứ nương hồng con mắt nói, nương, kẻ bắt cóc này kiêu ngạo mang người đến tận đây, sau lưng tất có chỗ dựa. Việc này theo con thấy chỉ dựa vào Hứa gia nhất định không thể tra ra, chúng ta không nên trì hoãn nữa, hay là báo quan đi. Hứa phu nhân gật đầu. Tiểu thất, bây giờ chúng ta đi hình bộ giúp ca ca tìm lại công đạo, đi. Chậm đã. Hứa phu nhân lại dừng một chút, thấp giọng nói, đừng đi hình bộ, trước mắt hình bộ đều là người của thái tử, bọn họ sao có thể tận tâm giúp Hứa gia làm việc. Các con đi phủ Kinh Triệu, tìm Lục Yến. Hứa tứ nương, Hứa Ý Thanh gật đầu nghe theo, sau đó đi thẳng đến phường Quan Đức, xuống xe ngựa, hai vị cô nương nhấc váy chạy hai bước, cầm lấy một chùy y đánh trống đòi minh quan. Lục Yến ngồi phía trên công đường, như không có việc gì nói, hai người các ngươi kích trống rốt cuộc là có chuyện gì? Hứa Ý Thanh dồn nén cảm xúc, chưa nói đã rơi lệ, nức nở nói, ca ca nhà ta hôm qua bị người kéo đến phụ cận khúc giang tập kích, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, thỉnh Lục đại nhân mau chóng tróc nã mấy kẻ ác đồ này đi. Lục Yến xoay chuyển những ban chỉ trên tay, thấp giọng nói, vậy mời Hứa cô nương đem hết mọi chuyện xảy ra tinh tế nói lại một lần. Hứa Ý Thanh than thở khóc lóc, kể ra thời gian Hứa Uy bị mang về, thương thế, cùng với được người phát hiện như thế nào, từ đầu tới đuôi công đạo một hồi, cuối cùng nói, kẻ bắt cóc kia rất kiêu ngạo, thế nhưng ném ca ca nhà ta tới trước cổng lớn Hứa phủ. Lục Yến nhướng mày. Đại công tử Hứa gia bị tập kích cũng không phải việc nhỏ, Hứa Ý Thanh vốn tưởng Lục Yến sẽ lập tức hạ lệnh toàn thành đuổi bắt phạm nhân, nào biết hắn lại đứng dậy nói với Tôn Húc, bản quan còn chuyện quan trọng, án này của Hứa gia liền giao cho Tôn đại nhân đi. Nghe vậy, Hứa tứ nương cả giận nói, huynh trưởng bị tập kích ngay ở Trường An, trước mắt tính mạng nguy kịch, đây chẳng lẽ chưa được tính là chuyện quan trọng. Lục Yến lạnh lùng cười, vẫn chưa giải thích nguyên do chỉ châm chọc nói, Hứa tứ cô nương cho rằng phủ Kinh Triệu là của Hứa gia nhà các người sao? Mặt Hứa tứ nương, Hứa thất nương đều hồng tới cổ. Tôn Húc đi tới, cười nói, còn thỉnh Hứa cô nương lại đem mọi chuyện phát sinh hôm qua kể lại lần nữa. Bất đắc dĩ, Hứa Ý Thanh đành phải nhẫn nại nói hết mọi chuyện thêm lần nữa. Quả thật, Tôn Húc là vị quan có tính tình tốt nhất ở phủ Kinh Triệu phủ, nhưng cố tình hôm nay tới lại chính là người Hứa gia. Chuyện Hứa gia làm với Tôn gia dù không lan đến trên người Tôn Húc nhưng cũng đủ để Tôn Húc căm thù Hứa gia đến tận xương tủy. Tôn Húc là lão bánh quẩy, láo cá, trong nha môn, chỉ là hỏi ước chừng đã trì hoãn một canh giờ, lăn qua lộn lại, cũng chỉ có mấy câu như vậy, bị đánh vào đâu? Bị đánh thế nào? Bên người Hứa đại công tử không có những người khác sao? Uống rượu ở đâu? Uống nhiều hay ít? Uống cùng với ai? Nhị vị cô nương có nhân chứng không? Hứa đại công tử trước mắt thương thế thế nào? Càng hỏi càng nhiều, càng hỏi càng dài dòng, cố tình lại không thể nói hắn không đúng. Hứa Ý Thanh nhận thấy được không đúng, liền lôi kéo Hứa tứ nương đi. Hứa tứ nương nói, tiểu thất muội đi nhanh như vậy làm gì, chúng ta thật vất vả mới nói rõ được sự tình mà. Hứa Ý Thanh nói, a tỷ vẫn không nhận ra sao. Vị Tôn đại nhân kia căn bản là không tính toán tận tâm giúp chúng ta tra án. Hắn là người Tôn gia. Hứa tứ nương bừng tỉnh đại ngộ, tay nắm thành quyền, nói, ta nhớ rõ đại lý Tự Thiếu Khanh và nhị ca có quan hệ đồng liêu, đi, hình bộ không được vậy chúng ta tới đại lý Tự. Nhưng mà chờ tới đại lý Tự rồi bọn họ chỉ gặp được đại lý Tự Khanh Chu Thuật An. Chu Thuật An nhìn hai vị quý nữ Hứa gia, ngón trỏ gõ lên bàn, chậm rãi nói, việc này không thuộc phạm vi quản lý của đại lý Tự, nhị vị vẫn nên đến phủ Kinh Triệu đi. Hứa tứ nương nắm chặt khăn tay, nói, chúng ta có thể gặp Mộ Thiếu Khanh một lần không? Chu Thuật An cười nhẹ, nói thẳng, hai vị vẫn nên về đi. Nói trắng ra là mặc kệ. Lúc chạng vạng, Hứa tứ nương, Hứa Ý Thanh trở về Hứa gia. Hứa Ý Thanh ủy khuất nói, đại lý Tự cùng phủ Kinh Triệu căn bản là không để Hứa gia chúng ta vào trong mắt. Hứa phu nhân nhíu mày nói, sao có thể? Dù Hứa gia chúng ta và Tôn gia có hiềm khích nhưng chưa từng có va chạm gì với Lục Yến và Chu Thuật An. Này, này rốt cuộc là thế nào?
Tả tướng giơ tay đặt mạnh ly lên bàn, thần sắc nặng nề, gằn từng chữ, ngày mai ta sẽ tiến cung thỉnh thánh nhân làm chủ. Có câu nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, chuyện đại công tử Hứa gia bị người tập kích, ở nha môn lại vấp phải trắc trở, trời còn chưa sáng đã truyền khắp nơi, không ai là không biết. Chiều hôm nặng nề, gió nhẹ diễn tấu khiến cành liễu ào ào rung động, mây đen góp thành từng tảng lớn lơ lửng giữa không trung, đưa tới một trận mưa to. Lục Yến mới vừa hồi phủ đã bị trưởng công chúa kêu vào thư phòng. Lục Yến chắp hai tay sau lưng đứng yên trước cửa, khóe miệng mỉm cười, không nhanh không chậm nói, mẫu thân tìm con có chuyện gì? Tĩnh An trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, hiện giờ con làm việc là nửa phần cũng không thể che lấp như vậy sao? Chương 91, thừa nhận. Con hiện tại làm việc là nửa phần cũng không che lấp như vậy sao? Lụa sa bên cửa sổ nửa rủ, chợt một cơn gió thổi tới, lướt qua hai sườn, lụa sa cũng theo đó bay lên. Lục Yến đi qua, tùy ý cầm lên một bình hoa bằng gốm tráng men trắng được điêu khắc hoa văn triền chi tinh tế đoan trang, một lúc lâu sau mới thông thả nói, nhi tử là đường đường chính chính, lấy đâu ra che lấp mà mẫu thân vừa nói. Tốt! Tĩnh An trưởng công chúa hít sâu một hơi, hay cho một câu đường đường chính chính. Nếu đã như thế, ta cũng có mấy câu muốn hỏi con. Lục Yến nghe lời, cười nói, chỉ cần là điều nhi tử biết. Tĩnh An trưởng công chúa biết bản lĩnh chu toàn mọi chuyện của hắn, liền nói thẳng, chuyện của con và thẩm gia nữ rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Thẩm gia nữ. Lời này vừa ra, ngay cả mama bên người Tĩnh An trưởng công chúa cũng không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt Lưu mama rung lên, lại nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói với tỳ nữ bên cạnh, ra ngoài cánh giữ đi. Ý cười trong mắt Lục Yến không giảm, nhưng ý cười này cũng mang theo 10 phần nghiêm túc, đầu năm, ở sở phủ Dương Châu. Tĩnh An trưởng công chúa nheo mắt xem kỹ nhi tử của mình. Đầu năm nay, hắn xác thật còn ở Dương Châu chưa về, theo tin tức bà nắm được, nha đầu thẩm gia kia khi đó cũng vừa vặn ở Dương Châu. Thời gian quả thật trùng khớp. Cho nên, con đây là thừa nhận. Lục Yến gật đầu, nhi tử lúc trước từng đáp ứng với mẫu thân cuối năm sẽ định ra hôn sự, dù sao cũng phải tuân thủ hứa hẹn, nàng 17, vừa vặn. Ý tứ trong lời không thể rõ ràng hơn, hắn không phải muốn nạp thiếp, đây rõ ràng là muốn cưới thê. Tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng. Tĩnh An trưởng công chúa nhíu mày nói, con có biết con đang nói cái gì không? Nhi tử biết. Lục Yến nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, nhẹ nhàng rung động. Kiếp trước, đoạn đối thoại này của hắn và mẫu thân phát sinh vào tháng 10, cũng chính là 3 tháng sau. Tháng 10 trong mộng, hàn khí quanh quẩn, Trường An đã sớm không phải là Trường An trước mắt. Bệ hạ si mê thuật trường sinh bất lão, bế quan tu đạo, Lục hoàng tử nhập chủ Đông Cung, cầm giữ triều chính, Hứa hậu kiên kỵ binh quyền phủ trấn quốc công phủ, cuối cùng vẫn ban Hứa thất nương cho hắn. Khi đó, hơn phân nửa triều đình đều đã là tâm phúc của Hứa gia, trung thần bỏ tù, gian nịnh giữa đường. Nghĩ tới đây, Lục Yến không nhanh không chậm nói, Vân Dương hầu vốn là trung thần của Tấn triều, năm trước thành Tây Cừ sụp xuống đơn giản là bị người hãm hại, hàm oan bỏ tù, nếu không phải tham dự đảng tranh. Tĩnh An trưởng công chúa trực tiếp ngắt lời hắn, con còn biết là tham dự đảng tranh. Hàm oan bỏ tù. Kết bè kết cánh vốn chính là trọng tội. Lấy đâu ra oan? Lục Yến cong môi, không nói một lời. Tam Lang, con nhất định vì một nữ tử mà không màng tới phủ trấn quốc công sao? Không phải vì nàng. Ánh mắt Lục Yến sáng quắc, gằn từng chữ, trữ quân Tấn triều do ai làm, con không có quyền can thiệp, cũng sẽ không can thiệp, nhưng chỉ có Ngụy Vương là không thể được. Tâm tư xài lang hổ báo của Hứa gia mọi người đều tỏ, mẫu thân ngẫm lại trận ôn dịch tháng 6 kia đi, nếu đợt dịch bệnh đó mà lan tràn ở Trường An, phủ trấn quốc công ta thật sự có thể chỉ lo thân mình sao? Ánh mắt Tĩnh An trưởng công chúa cứng lại, tiếng mưa rơi bốn phía đột nhiên như được phóng đại lên mấy lần. Trận ôn dịch đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, tâm bà sáng như gương. Dịch bệnh ở Lạc Dương vẫn không đủ xưng là thiên tai, nhưng đưa người mắc bệnh dịch nhập kinh thành, đó là nhân họa. Trưởng công chúa ném quạt hương bồ trong tay lên bàn, cạch một tiếng, lạnh lùng nói, con ầm ĩ với ta cái gì? Ánh mắt Lục Yến chậm lại, giơ tay giúp trưởng công chúa rót đầy chén trà nhỏ, thập phần tri kỷ dùng mu bàn tay thử độ ấm, nghiêng đầu nói, dạ dày mẫu thân không tốt, không uống được trà lạnh, mama đến đổi ấm trà mới đi. Lưu mama vội gật đầu nói, ai, ai, lão nô đi liền đây. Một lúc lâu qua đi, Lưu mama bưng ấm trà trở về chỗ cũ, chỉ thấy mẫu tử hai người vẫn nhìn nhau không nói gì, trong phòng dường như phiêu đãng một đám mây đen.
Lục Yến đứng dậy, lại rót cho trưởng công chúa một chén trà nhỏ. Theo sau lấy quyền để môi, khụ hai tiếng, lại khụ hai tiếng. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ lần trước hắn bôn ba lao khổ, không khỏi hít sâu một hơi, mắng thầm, nợ a, đều là nợ a. Vậy ta lại hỏi con có từng khi dễ nhân gia chưa? Lục Yến mặt không đổi sắc nói, nhi tử không phải loại người càn rỡ như vậy. Trưởng công chúa bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó trịnh trọng nói, nếu tâm ý con đã quyết, ta cũng không muốn ép con, nhưng con vừa mới lên chức, trong triều có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, trước mắt nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhi tử có chừng mực. Trưởng công chúa cầm lấy cây quạt trên bàn ném tới vai hắn, đi ra ngoài. Hiện tại lập tức đi ra ngoài. Đa tạ mẫu thân thành toàn. Lục Yến thấp giọng nói. Lục Yến đẩy cửa ra, Dương Tông đưa dù trong tay qua, mưa to ngừng lại, cây cối hoa màu trong viện vẫn còn đọng bọt nước, tản ra hương thơm thấm vào lòng người. Kiếp này, tất cả đều bất đồng. Dương Tông muốn nói lại thôi nhìn Lục Yến. Nói thẳng. Lục Yến nói. Chủ tử sớm như vậy đã ngửa bài với trưởng công chúa, chỗ tiểu phu nhân. Có thể gặp phiền toái hay không? Sẽ không. Lục Yến cười nói, nếu mẫu thân thật sự không thích nàng, hà tất còn đi giúp nàng giải vây. Hắn đã sớm thừa nhận, không phải sao? Lục Yến đi rồi, trưởng công chúa dùng ngón trỏ chống lên huyệt thái dương, chậm rãi xoa nhẹ. Lưu ma ma đứng một bên khuyên nhủ, thế tử gia chịu chủ động nói chuyện hôn sự với người cũng là chuyện tốt, điều này thuyết minh bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng ngài ấy hiểu rõ. Trước kia không phải trưởng công chúa còn sợ thế tử bị hồ mị tử bên ngoài mê hoặc tâm trí hay sao, hiện giờ xem ra là lo lắng nhiều rồi. Trưởng công chúa hừ một tiếng, những chuyện ma quỷ mà nó nói sao có thể tin nổi một câu. Ma ma ngẫm lại lúc nó từ Dương Châu trở về đã làm cái gì. Chiếu theo lời nó, đầu năm chung tình với nha đầu Thẩm gia, vậy ba tháng sau sao hàng đêm không chịu về ngủ, cả ngày lưu lại Bình Khang phường kia. Mới đầu ta còn cảm thấy quái lạ, tam lang mắt đặt trên đỉnh đầu mà lớn lên, ta giúp nó tuyển thiếp thất đàng hoàng nó còn chướng mắt, sao có thể đột nhiên coi trọng ca cơ Phong Nguyệt. Trưởng công chúa tức giận đến mắt trợn trắng, còn nói không phải đồ càn rỡ. Ta thấy nó chính là không biết xấu hổ, hành vi phóng đãng. Bao nhiêu tri thức đều mang đi quét rác hết. Lưu ma ma thử nói, trưởng công chúa cảm thấy vị thẩm gia kia sử thủ đoạn hồ ly tinh gì sao? Nếu thật sự là hồ mị tử, đuổi đi là được. Nhắc tới Thẩm Chân, trưởng công chúa lại thở dài một hơi, lại nói, hài tử Thẩm Chân kia cũng coi như là ta nhìn lớn lên, đừng nói là thủ đoạn hồ ly tinh, tính tình đó, sợ là liền hoãn đều rải không viên. Trưởng công chúa ngước mắt nhìn thoáng qua xà nhà, nhớ lại một năm kia phu nhân Vân Dương hầu ly thế. Khi đó con bé mới bao lớn, thân mình nho nhỏ bọc trong y phục lụa trắng, giọng nói nghẹn ngào nói một câu đa tạ trưởng công chúa. Trưởng công chúa tính thời gian Lục Yến bắt đầu không về ngủ đêm, lại tính thời gian Thẩm gia xảy ra chuyện, bỗng nhiên cảm giác có máu đều chảy ngược lên trên đầu. Sau một lúc lâu, Lưu ma ma lại nói, thế tử gia xuống tay với đại công tử Hứa gia thực sự là hơi tàn nhẫn chút, lão nô nghe người ta nói đại công tử Hứa gia dù đã tỉnh, nhưng chỉ sợ là không thể có con nối dõi. Trưởng công chúa nhớ tới Hứa Uy, không khỏi cười lạnh nói, hắn bị như vậy một chút cũng không oan. Lưu ma ma trừ trừ khóe miệng, việc này Hứa gia sẽ không cho qua, nếu thật sự tra tới trên đầu thế tử gia thì biết phải làm sao. Nếu chút chuyện này nó còn không biết làm cho sạch sẽ, vậy chức kinh triệu phủ doãn cũng đừng làm nữa. Nghe ngữ khí này, Lưu ma ma cười nói như vậy, trưởng công chúa đồng ý rồi sao? Không đồng ý còn có thể thế nào? Ánh mắt trưởng công chúa hơi lóe, vừa rồi nên thử cũng đã thử, nó có tính tình gì người làm nương này đương nhiên hiểu rõ nhất. Trưởng công chúa đứng dậy, cười khẽ một tiếng. Có thể khiến Yến ca nhi bảo hộ đến mức này, nói vậy đã sớm đặt người ta vào trong lòng rồi. Mỗi năm mùa hạ, lũ định kỳ đến, trình độ nạn úng bất đồng cũng theo nhau mà đến. Mà Nguyên Khánh năm thứ 17 này, lũ lụt hiển nhiên ứng với câu các thiên sư rung đùi đắc ý nói kia, một khi phát sinh là không thể vãn hồi. Không chỉ có Hoàng Hà, Điện Cừ mà Hướng Vĩnh, Tế Cừ phía Đông Bắc đều phải chịu khổ. Hoàng Hà vỡ đê, đường sông Nam ngập úng, ứng với mấy ngày lâm triều, công bộ cùng các bộ khác cãi nhau ngất trời, quyết sách trị Hà vừa đưa ra lập tức bị phủ quyết. Bởi vì vết xe đổ của Thẩm Văn Kỳ, không có ai muốn gánh trách nhiệm. Mỗi người đều mang tâm tư, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, kế sách trị thủy cũng vì thế mà chậm chạp không thể định xuống. Bá tánh lưu vực Hoàng Hà gặp tai ương càng ngày càng nhiều,
Thủy Tai lần lượt chạy đến các nơi dự đông, lỗ Tây Nam, liên tiếp chết hơn 8.000 người không nói, còn hủy hoại không ít con sông, thủy vận sụp đổ, tình huống càng lúc càng nguy cấp. Bá tánh sôi nổi chỉ trích triều đình khoanh tay bàng quan. Nhưng trước mắt trong công bộ những người đó có mấy phần năng lực, Thành Nguyên Đế cũng rõ ràng. Những đề án bọn họ nói ra nếu thực sự đưa vào thực thi vậy không khác gì đổ bạc xuống sông. Thành Nguyên Đế thở ra một hơi, vẫy tay gọi Thịnh Công Công nói, đi đại lao hình bộ đưa tên các thiên sư hay là cái gì thiên sư đó tới đây cho trẫm. Thịnh Công Công bóp giọng nói, hồi bẩm bệ hạ là Chu thiên sư, các thiên sư đã bị chém đầu. Vậy đưa Chu thiên sư tới đây cho trẫm. Thịnh Công Công truyền tin tức ra ngoài, không đến 2 canh giờ, hình bộ thượng thư đè nặng Chu thiên sư đi tới điện nghe báo cáo và quyết định sự việc. Thành Nguyên Đế liếc mắt nhìn Chu thiên sư, nói, nếu ngươi đã đoán được vận mệnh quốc gia vậy trẫm hỏi ngươi, trận lũ lụt này nên trị thế nào? Chu thiên sư thẳng tắp quỳ xuống, thầm nghĩ, này đâu phải bần đạo trắc ra, rõ ràng là vị lục đại nhân kia trắc a. Hiển nhiên, hắn cũng không dám nói những lời này ra ngoài miệng. Ngươi cứ nói đừng ngại, trẫm không trị tội của ngươi. Tráng Chu thiên sư dập đầu xuống đất, dựa theo lời lúc trước lục đại nhân dặn dò, thành khẩn nói, bần đạo năng lực hữu hạn, tuy có thể nhìn thấy chút ít thiên cơ nhưng đối với biện pháp trị lũ lụt lại hoàn toàn không biết gì cả. Đôi mắt hình viên đạn của Thành Nguyên Đế trực tiếp bắn thẳng tới mặt hắn. Chu thiên sư lập tức run run nói, nhưng mà bần đạo nhìn qua thấy đại tấn nhân tài đông đúc, trận lũ lụt này nhất định có thể yên bình vượt qua. Thành Nguyên Đế trầm thấp vồ một tiếng. Nhân tài đông đúc. Hôm nay lâm triều, trên đại điện đứng đầy người, mỗi người đều ăn mặc hoa phục, đỉnh đầu đội mũ ô sa lại không có một người chịu đứng ra nhận trị lũ lụt hoàng hà. Thành Nguyên Đế vỗ án cả giận nói, hay cho một câu nhân tài đông đúc, ngươi nêu tên một người cho trẫm. Giữa trán Chu thiên sư toát ra nhẹ nhõm, thấp giọng nói, bần đạo không biết kỳ danh, chỉ tính ra là một người có tội. Ánh mắt Thành Nguyên Đế hơi híp lại, trầm tư thật lâu. Chương 92, mời khách. Lúc chạng vạng, gió lốc ào ào, một trận mưa to qua đi, không khí mát mẻ hợp lòng người, rặng mây đỏ rọi lên thềm đá trước cửa lớn của phủ Kinh Triệu. Lục Yến mang theo Mạnh Duy đến gần phòng ký tên, mày hơi nhíu lại, nói, Lỗ đại nhân làm sao vậy? Lỗ Tham Quân như ở trong mộng tỉnh lại, ai, một tiếng, sau đó mới bỏ tay che trên mặt đi, lộ ra một đôi mắt bầm tím. Dấu vết như vậy hiển nhiên là bị người đánh. Để Lục đại nhân chê cười. Lỗ Tham Quân giơ tay xoa đáy mắt. Mạnh Duy nghi hoặc nói, ta nhớ rõ Lỗ đại nhân buổi sáng vẫn còn tốt lắm mà, chẳng lẽ là lúc sáng ra ngoài gặp phải điêu dân? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Yến nói. Tôn Húc thấy Lỗ đại nhân thật lâu không mở nổi miệng, liền đứng dậy thay hắn kể lại lý do, mắt bầm tím. Lỗ Tham Quân gần đây tâm sự nặng nề, Tôn Húc hỏi qua mới biết, hóa ra là tiểu thiếp trong nhà có thai. Có con nối dõi vốn là chuyện tốt, nhưng sầu là ở chỗ bụng thiếp thất lại lớn trước người ở chính phòng đằng trước. Chính thê của Lỗ Tham Quân vốn cũng không làm khó thiếp thất kia, trước mắt lại như nước với lửa. Lỗ phu nhân bỏ xuống một câu, chàng xem mà làm, rồi lập tức trở về nhà mẹ đẻ, hành động như vậy có khác gì với buộc Lỗ Tham Quân phải đưa ra lựa chọn đâu. Lỗ Tham Quân cùng thiếp thất đối mắt tĩnh tọa một đêm, chén thuốc phá thai kia chung quy vẫn không hạ được. Mấy ngày sau Tống Gia thấy Lỗ Tham Quân vẫn không đi đón người, cũng nổi trận lôi đình. Giữa trưa hôm nay đệ đệ Lỗ phu nhân mới tự mình tìm tới nha môn, Lỗ Tham Quân sau khi rời khỏi đây thì theo tiểu cửu ca ra ngoài giao lưu quyền cước. Lỗ Tham Quân không trốn, chỉ đứng im chịu đòn vì thế mới có hai con mắt bầm tím này. Nghe Tôn Húc nói xong, Lục Yến nói với Lỗ Tham Quân, lệnh khốn vừa đi, ngài lập tức đi dỗ, vậy nàng nhất định biết trong lòng ngài không bỏ xuống được nàng, tính tình tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Lỗ Tham Quân dương mắt nói, nhưng việc này rốt cuộc là ta đối lý, là ta làm mất thể diện Tống gia. Lục Yến bất đắc dĩ nói, ngài là mệnh quan triều đình, chuyện nhà lại nháo đến tận cửa nha môn, bọn họ có từng để ý thể diện của ngài chưa? Nghe Lục Yến nói mấy lời, Lỗ Tham Quân sao lại không hiểu. Nhưng rõ ràng là hắn sai trước, thật sự là nửa phần tính tình cũng không dám phát. Lúc này, Mạnh Duy thấp giọng nói, nếu Lục đại nhân gặp gỡ việc như vậy, ngài thấy nên làm thế nào? Lục Yến buông hồ sơ vụ án trong tay, nhàn nhạt nói, mặc kệ là được. Theo hắn thấy, tật xấu của nữ tử phần lớn đều là do được chiều mà thành, cứ mặc kệ cho bình tĩnh lại, khẳng định có thể tỉnh táo không ít. Tôn Húc sờ chóp mũi không nói, hắn là lần đầu nghe thấy có người đi khuyên người khác như vậy. Tôn Húc xấu hổ cười,
đi đến bên người Lỗ Tham Quân, vỗ lên vai hắn, dùng tay chắn môi, thấp giọng nói, bản thân Lục đại nhân chưa thành gia, đây là đứng nói chuyện không chê eo đau, ngài đừng có nghe ngài ấy, phu nhân của mình nên dỗ thì phải dỗ, lệnh khốn tính tình tuy có chút ngay thẳng nhưng cũng không có ý xấu, đơn giản là muốn ngài chịu thua thôi. Lỗ Tham Quân vô cùng cảm động nhìn Tôn Húc, đa tạ Tôn đại nhân. Lục Yến Hạ khóe miệng, đều bị đánh thành bầm tím mắt rồi còn nói là ngay thẳng. Người này ấy mà, xét đến cùng chỉ có thể nghe vào lời mình muốn nghe. Một lúc lâu qua đi, Mạnh Duy đưa bản sao chép hồ sơ cho Tôn Húc, nói, Tôn đại nhân xem như vậy đã được chưa? Tôn Húc thấp giọng nói câu một được rồi, chợt, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Gió nhẹ lành lạnh, bóng cây lay động, là một ngày đẹp trời. Tôn Húc quay đầu lại nói, ta nghe nói Ngư Phái Lâu ở chợ phía Tây mới khai trương, mấy vị đại nhân có hứng thú đi một chuyến không? Vả lại chúng ta còn chưa ăn cơm cùng Tiểu Mạnh đại nhân lần nào đâu. Lỗ đại nhân trước mắt thật sự không muốn hồi phủ, vội vàng gật đầu. Mạnh Duy mắt trông mong quay đầu lại nhìn Lục Yến. Lục Yến đành phải gật đầu theo. Phủ Kinh Triệu cách chợ phía Tây không xa, bốn người đảo mắt đã tới địa phương cần đến. Ngư Phái Lâu sở dĩ có cái tên này chính bởi vì món ăn chiêu bài chỗ này chủ yếu đều là cá. Có lẽ vì hôm nay mới khai trương, cửa còn viết tặng cơm cháo, cho nên khách nhân cũng đông hơn một ít. Tiểu nhị cầm vải bố trong tay, không người nhanh chóng lau bàn, vừa nhấc đầu liền thấy được bốn kiện quan bào, trên mặt lập tức hiện lên ý cười, sương phòng lầu 2 đã đầy khách, bốn vị quan gia ngồi nơi này được không? Tới cũng tới rồi, còn có thể đi sao? Lục Yến gọi món chiêu bài là cá chép, đầu cá trích, thịt mã não, đậu hũ nước mắm, bốn chén tố mật, còn gọi thêm hai vò rượu thường châu lang lang. Tiểu nhị nhiệt tình cười nói, hôm nay khai trương, đầu bếp nữ trong tiệm còn cố ý làm thêm thanh đoàn ngày thường không có. Thanh đoàn dùng cỏ xanh làm nước, lấy bánh đậu, hạt mè, hoa hồng làm nhân, lại dùng bột nếp làm thành nấm, sắc như bích ngọc, thơm ngọt ngon miệng, quan gia có muốn nếm thử không ạ? Lỗ Tham Quân lắc đầu, điểm tâm này hiển nhiên đều là dành cho cô nương gia ăn, hắn nghe xong đã không có hứng thú. Tôn Húc cùng Mạnh Duy cũng đều lắc đầu theo. Ai ngờ lúc này, Lục Yến thế nhưng xé trời, nói một câu, gói cho ta một phần. Ý nói câu nói của Lục Yến rất bất ngờ, không ai nghĩ sẽ nói ra. Tôn Húc không khỏi nhướng mi chửi thầm, người miệng độc như vậy cư nhiên thích ăn đồ ngọt. Chợ phía Tây khó giữ được chuyện gì, bọn họ lại không ngồi trong sương phòng, người mặc quan phục, dáng vẻ phong thần tuấn lãng tự nhiên rất gây chú ý, ánh mắt của tiểu nương tử chung quanh không ngừng phiêu đãng về phía lầu một. Ăn không sai biệt lắm, rượu cũng được đưa lên. Tôn Húc thấy ánh mắt Mạnh Duy nhìn Lỗ đại nhân toàn là đồng tình, không khỏi trêu ghẹo nói, Tiểu Mạnh đại nhân đã đính hôn chưa? Vẫn chưa. Mạnh Duy ngồi thẳng sống lưng nói, ta chỉ nghĩ giống Lục đại nhân như vậy, làm một cánh tay đắc lực, nguyện tận trung báo quốc, vì đại tấn ta ra sức. Lục Yến cầm ly trong tay đang chuẩn bị uống một ngụm, không khỏi cong khóe môi. Tôn Húc buồn cười, tuổi ngài còn nhỏ mà đã có giác ngộ lớn vậy rồi sao? Mạnh Duy uống một ngụm rượu, lá gan cũng phình ra, gằn từng chữ, không dối gạt các vị đại nhân. Lúc trước ta ở huyện nha thường nghe bá tánh lén oán giận nha môn, không phải nói 10 nha môn có 9 cái làm việc dơ bẩn thì cũng nói quan châu không bằng quan huyện không bằng quan sai. Khi đó ta liền thề, nếu có ngày ta được lên chức nhất định sẽ không phụ mũ ô sa trên đầu. Lục Yến hơi nhích lại phía sau, tùy ý thưởng thức ly. Trong mắt xa cách và thấu triệt, hiển nhiên là người ở địa vị cao đã lâu mới lắng động ra dáng vẻ như vậy được. Người như vậy, khóe miệng ngậm một mặt cười, thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác. Mạnh Duy nhìn Lục Yến, cảm tình ngưỡng mộ trong mắt giống như sắp tràn cả ra ngoài. Thấy thế, Tôn Húc không khỏi đỡ trán, vị Tiểu Mạnh đại nhân này thật đúng là hết lòng hết dạ coi Lục đại nhân là người trên thần đàn mà. Đúng lúc này, cửa vào xuất hiện hai hình bóng quen thuộc, màn bên màu đỏ có một vị mỹ nhân gọi người không rời được mắt đang đứng. Dáng vẻ nàng nghiêng đầu nói giỡn với người khác thật sự là mi mục phán hề, xảo tiếu thiến hề. Mắt mày xinh đẹp, nở nụ cười duyên. Tiểu nhị lập tức chạy như điên qua, nhiệt tình hô, bốn vị cô nương muốn dùng gì ạ, mời vào bên trong. Hai người miêu lệ, miêu khỉ vội vàng xua tay cự tuyệt, cô nương, chúng ta ở bên ngoài chờ là được rồi. Thẩm Chân kéo tay hai người, coi như là vì ta cũng không được sao. Nhưng mà, đừng nhưng nhị gì nữa. Cuối cùng, trong sự nài ép lôi kéo của Thẩm Chân cùng Thanh Khê, miêu lệ, miêu khinh cuối cùng vẫn bị ấn ngồi trên ghế con. Thẩm Chân mới đầu còn không phát hiện ra Lục Yến ngồi bên trái cách đó không xa, nhưng thanh âm hắn dù sao cũng quá mức quen thuộc,
lỗ tai Thẩm Chân vừa động, thực mau, hai người liền đối mắt với nhau. Bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt, bên tai tiểu cô nương đều đỏ lên, lập tức dời tầm mắt. Lục Yến từ trước đến nay bất động thanh sắc, hỏi cũng không chịu nói, nhưng đối với Thẩm Chân thì không giống, chỉ cần một phản ứng này, Tôn Húc liền nhìn ra manh mối. Lại liên tưởng ngày ấy Thẩm cô nương bị bắt, trên ly có vết son. Tôn Húc không khỏi động não, lớn mật suy đoán. Chật! Chẳng lẽ Lục đại nhân coi trọng nhân gia? Tôn Húc giơ tay uống một ngụm rượu, cố ý nói, so sánh việc cùng cô nương ở tiểu đường Bình Khang phường buông rèm, đệm duy màn trướng với ngồi uống rượu ở đây thực sự là không có thú vị nào cả, Lục đại nhân thấy sao? Nhắc tới Bình Khang phường, Lục Yến chợt trùng mình. Mạnh Duy kinh ngạc nhìn thoáng qua vị Lục đại nhân giống như trích tiên trong lòng mình. Mắt Tôn Húc hiện ra vài phần nửa phần khinh bỉ, chậm rãi nói, tiểu Mạnh đại nhân vẫn không biết nhỉ, hồng nhan tri kỷ của Lục đại nhân chính là cô nương vừa có tài vừa mỹ mạo, phong lưu nhất ở Bình Khang phường đường Nam Khúc, đã tạo thành một giai thoại phong nguyệt đó nha. Ngữ khí này hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt, không sợ lớn chuyện. Giọng nói vừa dứt, lỗ tai nhỏ Thẩm Chân cũng động đậy, Lục Yến liền đặt ly trong tay lên trên bàn, phát ra một tiếng cạch. Lỗ Tham Quân ở một bên uống rượu, rượu không say, người đã tự say, rũ mắt lẩm bẩm nói, phần phong lưu tùy ý này của Lục đại nhân có ai mà không hâm mộ. Dứt lời, Lỗ Tham Quân ngửa đầu uống cạn một ly, vỗ ngực nói, cho dù có là Vân Chi cô nương, một nữ tử tài mạo song toàn như thế đến bên cạnh đại nhân cũng biến thành ngoan ngoãn dễ bảo, thủ đoạn ở chuyện phong nguyệt của Lục đại nhân thực sự làm ta bội phục. Hầu kết Lục Yến khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, Lỗ đại nhân uống nhiều quá, làm phiền Tôn đại nhân đưa người trở về. Tôn Húc tươi cười sáng lạng, đứng dậy nâng Lỗ Tham Quân đi ra bên ngoài, sau lại nói với Mạnh Duy, lại đây phụ một chút đi. Ai, tới đây. Lục Yến đi phía sau ba người, lúc lướt qua bên người Thẩm Chân liền đặt thành đoàn mới vừa gói xong lên góc bàn của nàng. Thẩm Chân vẫn vùi đầu ăn cá. Vừa ra đến cửa, hắn lại quay đầu nhìn nàng một cái. Quả nhiên, chỉ có thể nhìn thấy cái óc trắng nõn của nàng với cây trâm bạch ngọc. Lục Yến ra tới, không khỏi xoa nhẹ giữa mày. Mạnh Duy từ trước đến nay thận trọng phát hảo tâm nhắc nhở, bao thanh đoàn của Lục đại nhân hình như vẫn còn ở bên trong. Tôn Húc nhìn Lục đại nhân nhăn mày, cũng không biết sao, bỗng nhiên nhớ tới câu hắn nói lúc trước, mặc kệ là được. Tai hắn luôn luôn rất nhạy, nếu hắn không nghe lầm, vừa rồi rõ ràng nghe thấy Lục đại nhân nói thanh toán hai bàn. Ánh nến lấp ló, ban đêm minh nguyệt. Lý Đệ mặc trường bào huyền sắc ngồi ở chỗ đối diện Lục hoàng tử. Lục hoàng tử phe vẫy cây quạt trong tay, nhíu mày nói, phía trước có tin tức báo tới, tình hình dự đông bên kia hiện tại càng thêm nghiêm trọng, trước mắt vị trí công bộ thượng thư vẫn còn trống, ngươi làm công bộ thị lang, tổng không thể không đạt được chút lợi gì đi. Đôi tay Lý Đệ nắm tay, điện hạ bớt giận, không phải thần không muốn làm, mà là dự án lần trước thần đề nghị bị người lại bộ loại bỏ, nói là công trình quá lớn, quốc khố nhất thời không lấy ra được nhiều bạc như vậy. Lục hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có biết thái tử gần đây ngày ngày chạy tới chỗ nào không? Mong điện hạ giải đáp. Là ngục đại lý tự. Lục hoàng tử hít sâu một hơi, ngục đại lý tự có ai, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ. Bản lĩnh của ngươi sao có thể so sánh với Thẩm Văn Kỳ được. Lần này nếu thái tử có thể khiến y rời khỏi đó, vậy đừng trách bổn vương không nhắc nhở ngươi, ngày lành của ngươi không còn nhiều đâu. Lý Đệ cúi đầu nói, nhưng tội của Thẩm Văn Kỳ là xuất từ miệng vàng lời ngọc của bệ hạ. Lật lại bản án thật sự là nói dễ hơn làm. Lục hoàng tử đứng dậy nổi giận nói, căn bản là không cần lật lại bản án. Nếu Thẩm Văn Kỳ có thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, tạo phúc cho bá tánh Đại Tấn ta, bệ hạ còn nắm chuyện thành Tây Cừ khư khư làm gì? Một câu lật công chuộc tội là có thể tẩy trắng việc này. Nếu y trở về triều đình, công bộ nào còn chỗ cho ngươi nữa hả? Lý Đệ, ngày mai lâm triều, ngươi tự mình thỉnh thánh nhân xin lệnh đi trị lũ lụt, không được phép kéo dài thêm nữa. Chương 93, Cao Quan. Khi đêm xuống, Lý Đệ rời khỏi phủ Ngụy Vương. Lục hoàng tử nhắm mắt tĩnh tọa, bỗng nhiên có gã sai vặt tiến đến gõ cửa, vào đi. Gã sai vặt thấp giọng nói, nô tài vừa đi một chuyến tới Hứa gia, tình huống Hứa đại công tử không ổn cho lắm ạ. Không ổn thế nào? Gã sai vặt muốn nói lại thôi. Mau nói. Lục hoàng tử cả giận nói. Mệnh căn của Hứa đại công tử cũng bị đập trúng, gã sai vặt hít sâu một hơi, nói, ngày sau, sợ là khó có con nối dõi. Buồn cười. Lục hoàng tử bực tức đứng dậy, chuẩn bị xe,
ta muốn vào cung. Trong điện An Hoa khói nhẹ lượn lờ, Hứa Hậu ngồi trên ghế làm từ gỗ đào sơn, một bên xoa huyệt thái dương, một bên nói, tới rồi sao? Lục hoàng tử nói, mẫu hậu, chuyện Hứa Uy thế nào rồi? Phụ hoàng nói thế nào? Có thể thế nào? Hứa hoàng hậu chậm rãi mở mắt ra, cửu cửu con hôm qua đi gặp bệ hạ, bệ hạ lại giao án này cho hình bộ, nhìn đi, việc này đến cuối cùng chỉ có thể đưa ra kẻ chết thay thôi. Lục hoàng tử cả giận nói, dưới gối Hứa Uy không con, ngày sau cũng không cần nghĩ thêm nữa, việc này nếu không thể đưa ra một đáp án rõ ràng, Hứa gia về sau biết dừng chân ở kinh thành thế nào. Vậy con có biết trước khi Hứa Uy bị tập kích đã gặp ai không? Nhi tử nghe nói là tam cô nương Thẩm gia. Đuôi lông mày Hứa hoàng hậu hơi chợn, lập tức nói, con nghe không được đầy đủ, nó không chỉ gặp được Thẩm tam cô nương, còn gặp được trưởng công chúa. Lục hoàng tử ngạc nhiên. Thông qua Tĩnh An trưởng công chúa lại nhớ tới thái độ của Lục Yến, Lục hoàng tử không khỏi nghi hoặc nói, ý của mẫu thân là, việc này không phải là Trường Bình Hầu, mà là Lục gia làm. Không thể nào, nhi tử xếp nhiều nhãn tuyến ở kinh như vậy, chưa từng nghe qua Thẩm gia với Lục gia có giao tình gì. Cho dù trung gian có Tùy Ngọc, nhưng cô cũng không nên ra mặt mới phải. Đây cũng là chỗ ta không hiểu rõ. Chẳng qua con thử nghĩ theo hướng này đi, nếu việc này thật là Lục gia làm, vậy chỗ cửu cửu con cũng chỉ có thể nuốt việc này xuống bụng, thôi, việc này chờ Uy Nhi tỉnh lại rồi nói sau. Hứa hoàng hậu xoa vai trái, nói, Đông Cung bên kia gần đây không an phận, chuyện ngày mai con đã nói với Lý Đệ chưa? Mẫu hậu yên tâm, ngày mai lâm triều, hắn sẽ tự thỉnh đi dự đông. Lục hoàng tử cắn răng nói, ném một cái hình bộ, công bộ này tuyệt đối không thể bỏ được. Lục hoàng tử ho khan hai tiếng. Hứa hoàng hậu nói, được rồi, con mới từ Lạc Dương trở về không lâu, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Lũ lụt càng ngày càng nghiêm trọng, thánh nhân muốn chọn một người đảm nhiệm chức phòng lũ sử. Hứa gia bên này triệu tập phụ tá thắp đèn đàm luận, thái tử bên kia cũng không nhàn rỗi, hiển nhiên đều vì buổi lâm triều ngày mai mà chuẩn bị. Tối nay bóng đêm Trường An như đêm ánh trăng bị khuất lấp trên biển, vạn sóng ngàn gió chực chờ. Chợ phía tây ầm ĩ, theo một loạt tiếng động lộc cộc thì đột nhiên im bặt. Lục Yến khom lưng vào xe ngựa, Dương Tông đang chuẩn bị hỏi hắn có muốn tới chỗ tiểu phu nhân hay không lại nghe Lục Yến nói, đi Chu phủ. Tối nay Lục đại nhân giữa nhạc phụ tương lai với phu nhân tương lai, không chút do dự lựa chọn nhạc phụ. Nguyên Khánh năm thứ 17, ngày 28 tháng 7, giờ mẹo một khắc. Mặt trời treo cao, ban ngày sáng tỏ, thiên thự mênh mông xa xa. Sương mù còn mờ mờ chưa tan hết. Sương mù chưa tan hết, liễu rủ xuống tường cung. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên đi bộ tới ngoài điện tuyên chính, xếp thành hai hàng, Thành Nguyên đế thân mặc thường phục đi từ tẩm điện tới, nội thị hô to một tiếng khởi triều. Thanh âm kiếm va vào ngọc bội vang lên theo từng tiếng bước, thân quan viên như lò ngự hương. Quan viên trái phải lần lượt tiến vào trong điện, quan lại bắt đầu tấu sự. Hồng ngự sử tay cầm sổ con bắt đầu tuyên đọc tình hình tai nạn gần đây, mỗi một câu nói tâm các quan viên lại càng thêm căng thẳng, thầm nói một tiếng không tốt. Lần này Hoàng Hà phát sinh nạn lớn, không chỉ khiến Dự Đông, Ký Nam gặp khó khăn, hiện giờ đến lỗ Tây Bắc cũng có phần lớn thổ địa bị bao phủ, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là tài chính quốc gia không gánh nổi, mà thu hoạch sang năm cũng khỏi cần trông chờ nữa. Hồng ngự sử khép lại sổ con. Không được một lúc, Trung thư lệnh đứng bên trái bắt đầu sử dụng văn chương đi đầu chỉ trích công bộ không làm tròn trách nhiệm. Tả tướng Hứa Bách Lâm trả lời lại một cách mỉa mai, đại ý chính là đừng có mắng công bộ. Ngươi có năng lực thì ngươi tới làm đi. Mau tới a! Một đám cáo già trong mắt bốc lên liệt hỏa hừng hực. Thực mau, môn hạ của Thái tử ngự sử đại phu Hồng Thừa, binh bộ thượng thư Trịnh Vĩnh cùng Lục hoàng tử liền bắt đầu ngươi tới ta đi nói móc cùng châm chọc. Mặt ngoài nói cười cười, kỳ thật mỗi câu đều đâm thẳng vào tâm. Người sáng suốt đều nhìn ra được, hôm nay lâm triều lại biến thành Thái tử cùng Ngụy Vương đánh cờ. Người không liên quan co đầu rụt cổ ngắm mặt đất, yên lặng đếm canh giờ hạ triều. Sắc mặt Thành Nguyên đế xanh mét, cầm tấu chương trong tay đập mạnh lên bàn, phát ra một tiếng trầm. Bá tánh tấn triều ta bên ngoài đang phải chịu khổ chịu nạn, trẫm lo lắng sốt ruột không thôi, vô số đêm khó ngủ, các ngươi lại chỉ biết khang cổ la hét, trường cục nước nhà của trẫm a, ngoại trừ nói mấy được mấy lời lý lẽ suông, còn có thể làm gì? Hoàng đế giận dữ, khí lạnh lan tràn khắp điện, mọi người lập tức trùng mình, trong điện lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, Lý Đệ tiến lên một bước nói, thần nguyện tới dự đông trị thủy. Lông mày Thành Nguyên đế chọn nhẹ, ồ. Lý Thị Lan có kế sách gì?
thần cho rằng Trị Thủy nên lấy việc tu sửa đê điều làm trọng. Vừa nghe lại là tu sửa đê, sắc mặt Thành Nguyên Đế không khỏi đạm xuống. Mỗi người đều nói với ông là tu sửa đê, lại bộ phát bạc sửa đê còn ít sao? Hiệu quả đâu? Tu rồi sụp, sụp lại tu, không khác gì cái động không đáy. Thành Nguyên Đế không tỏ ý kiến, mắt lạnh nhìn quần thần. Thái tử Điện Hạ tiến lên một bước nói, nhi thần có một vật muốn giao cho phụ hoàng. Thành Nguyên Đế nhàn nhạt nói, vật gì? Thái tử nói, hai ngày trước nhi thần từng đi một chuyến đến một đại lý tự, gặp được tội thần Thẩm Văn Kỳ. Thẩm Văn Kỳ biết rõ bản thân nghiệp chướng nặng nề, không có mặt mũi nào diện thánh, liền nhờ cậy nhi thần đưa hai quyển sách này trình cho bệ hạ, một quyển là Toàn Lãm Phòng Lũ, một quyển là Nhị Hà Tầm Nhìn Hạn Hẹp. Hồng Ngự Sử tiếp lời, Phòng Lũ Toàn Lãm, Nhị Hà Tầm Nhìn Hạn Hẹp, hai quyển sách này thần chưa từng nghe qua. Thái tử đáp, hai quyển sách này đều là tội thần Thẩm Văn Kỳ ở ngục trung biên soạn, bổn cung cũng chưa từng đọc qua. Hai chữ tội thần, thái tử cắn rất nặng. Giọng nói vừa dứt, ánh mắt Lục hoàng tử cùng tả tướng Hứa Bách Lâm không khỏi căng thẳng. Thành Nguyên Đế tiếp nhận, cúi đầu lật xem. Nhìn trong điện toàn mấy phế vật chỉ biết cuồng ngôn, lại nhìn hai quyển sách trong tay, nếu nói trong lòng không có chút dao động thì tất nhiên là giả. Từng câu từng chữ này nói là tâm huyết cả đời cũng không quá. Tâm chân thành hiện rõ trên mặt giấy, chọc đến khiến ngón tay hoàng đế run rẩy. Lục Yến dương mắt liền biết, hành động này thái tử tất đã chạm tới tâm của hoàng đế. Nếu nói sự phẫn nộ của dân chúng dự đông là một trận hỏa hoạn, vậy hai quyển sách Thẩm Văn Kỳ mà thái tử đưa tới cùng thiên sư chính là củi đốt khiến lửa càng vượng. Thời cơ trước mắt vừa vặn, Lục Yến bước sang phải một bước, trầm giọng nói, thần nhớ rõ, Nguyên Khánh năm thứ 14, đê Hoàng Hà cũng từng vỡ một lần, Thẩm Văn Kỳ lấy vãn lưu chi sách trị thủy, hiệu quả rất tốt, lần này lưu vực Hoàng Hà liên tiếp chịu khổ, duy chỉ có phần đê này không có hề hấn gì. Trước mắt khó mà an ủi sự phẫn nộ của dân chúng, nhân tâm hoảng sợ, thần đề nghị, không bằng để Thẩm Văn Kỳ tạm nhậm phòng lũ sử tiến đến sửa trị, chống lại lũ lụt. Nói năng có khí phách, trong lòng mọi người ồ lên. Không thể không nói, những môn hạ của Lục hoàng tử và thái tử không thể so sánh với Lục Yến. Kinh Triệu phủ Doãn Trực Hệ do bệ hạ trực tiếp quản hạt, nếu thật sự muốn nói về phe phái tranh trữ, căn bản là không đứng vào bất cứ phe nào. Sắc mặt Lý Đệ và Hứa Bách Lâm trở nên vô cùng khó coi. Lục gia sẽ đề nghị Thẩm Văn Kỳ xuất đầu, điều này căn bản không nằm trong phán đoán ban đầu của bọn họ. Hứa Bách Lâm nheo ánh mắt. Môn hạ thái thường thừa của Lục hoàng tử lập tức nói, Thẩm Văn Kỳ tuy có công nhưng cũng phải nghĩ lại vì sao hắn bị bỏ tù chứ nhỉ. Thành Tây cừ sụp xuống, chết không biết bao nhiêu bá tánh. Hắn rốt cuộc là thân mang trọng tội. Thần cho rằng không thể. Thái thường thừa vừa nói xong, hướng gió hiển nhiên lại thay đổi một chút. Hai bên tranh chấp không ngừng, Thành Nguyên Đế dùng ngón cái vuốt ve những ban chỉ, nặng nề nói, chúng ái khanh nghĩ sao? Hộ bộ thị lang Tùy Ngọc dẫn đầu bước sang phải một bước nói, thần cho rằng, Thẩm Văn Kỳ tuy thân mang trọng tội, nhưng hắn cũng là bá tánh đại tấn. Thân là bá tánh đại tấn, nếu đã có tài trị thủy, triều đình gặp nạn, theo lý nên được triệu. Nghe bốn chữ thân mang trọng tội, trong lòng Hứa Bách Lâm trầm xuống. Tội của Thẩm Văn Kỳ là thánh nhân miệng vàng lời ngọc định ra, muốn lật lại bản án, vậy không khác gì đi giật trâu lão hổ. Nhưng nếu là lập công chuộc tội, vậy sẽ dễ dàng nhiều. Tùy Ngọc vừa thốt lên xong, không ít quan lại liền thay đổi sắc mặt. Hôm nay là sao? Một người rồi đến hai người, chẳng lẽ thật sự muốn đưa Thẩm Văn Kỳ từ ngục đại lý tự ra mới chịu sao? Mọi người đang cẩn trọng quan sát, Kinh Triệu Thiếu Doãn Tôn Hút bước ra một bước, không nhanh không chậm nói, lời Tùy Thị Lang nói có tình có lý, thần tán thành. Mạnh Duy theo sát đi lên, nói, thần cũng tán thành. Mắt nhìn, Lục Đình, Lục Diệp Phủ Trấn Quốc Công cũng sôi nổi bước ra khỏi hàng, cùng kêu lên nói, thần, tán thành. Trường Bình Hầu bước sang trái một bước nói, thần cũng tán thành. Có người đi đầu, người theo sau cũng càng nhiều. Những con cháu thế gia giao hảo với Phủ Trấn Quốc Công và Tuyên Bình Hầu đều sôi nổi bước ra khỏi hàng. Lý Đệ nắm chặt nắm tay, sắc mặt Vân Đạm Phong Khinh dần dần đã biến đổi. Mí mắt phải của tả tướng Kinh Hoàng không ngừng, đang muốn mở miệng, chỉ thấy đại lý tự khanh Chu Thuật An cũng bước sang phải một bước, rành mạch nói, thần cũng tán thành. Chu Thuật An ở Kinh Thành tuy không có căn cơ là thế gia đại tộc, nhưng hắn đi lên từ thân phận nghèo hèn, danh vọng không ai không biết. Một khi hắn mở miệng, không chỉ chúng quan viên của đại lý tự cùng nhau ra tiếng phụ họa, mà càng dẫn theo không ít thanh lưu trong triều cũng mở miệng nói hai chữ tán thành.
Nguyên nhân Thẩm Văn Kỳ bị bỏ tù, trong lòng ai cũng đều hiểu rõ. Thấy vậy, hốc mắt thái tử không khỏi đỏ lên. Thẩm Văn Kỳ làm công chính của thái tử, cũng từng làm chim sự cho thái tử, phụ tá hắn suốt 7 năm ốm yếu. Tháng 10 năm trước hắn hộ không được y, không bảo vệ được một nhà Thẩm gia, lòng hắn đã mang nặng ấy nấy, hôm nay, hắn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thái tử ngước mắt, kiên định nói, nhi thần tán thành. Thái tử đã mở miệng, Hồng Ngự Sử, Binh Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thị Lang, môn sinh của thái tử cũng liền đứng ra. Xu thế nghiêng về một bên dần dần hiện rõ, có ít tiểu quan không quen nhìn Hứa Gia cũng sôi nổi không lưng. Hai chữ tán thành một tiếng nối tiếp một tiếng, quanh quẩn trong nội điện Tuyên Chính Điện. Thành Nguyên Đế nhìn hai quyển sách trong tay, thở ra một hơi, tựa như hạ quyết định nói, tuyên Thẩm Văn Kỳ tiến điện. Chu Thuật An cho Mộ Thiếu Khanh một ánh mắt, hồi đại lý tự ngục, mau. Mộ Thiếu Khanh gật đầu. Sau nửa canh giờ, đại môn Tuyên Chính Điện chậm rãi mở ra, Thẩm Văn Kỳ trong đủ loại chuyên chú của quan viên chậm rãi đi tới. Hồi tưởng lại mỹ mạo Thẩm gia nữ liền có thể đoán ra Thẩm Văn Kỳ năm đó cũng khiến không ít tiểu nương tử ở Trường An khuynh tâm, nói là dung mạo tựa Phan An cũng không quá. Tù phục màu xám cũ nát bất kham, 10 tháng chịu phạt trong lao ngục khiến tóc ở Thái Dương y chuyển sang màu trắng, hai mắt đã từng khí phách hăng hái cũng trở nên mỏi mệt, vẫn đục. Phong thái ngày xưa đã sớm không còn nữa. Duy độc chỉ một thân khí khái là không thay đổi. Dáng vẻ y đi vào đại điện 10 năm như một. Trung can nghĩa đảm, chưa từng thay đổi. Y quỳ giữa trung tâm đại điện, duỗi thẳng lưng, chậm rãi nói, tội thần Thẩm Văn Kỳ bái kiến bệ hạ. Ánh mắt Thành Nguyên Đế hơi dao động, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, một lúc lâu mới nói, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Trước mắt Dự Đông, Lỗ Tây, Ký Nam, Tô Bắc đang tràn ngập trong hồng thủy, thủy vận Nam Bắc cũng hoàn toàn tê liệt, ngươi thấy thế nào? Dứt lời, Thành Nguyên Đế đưa sổ con trong tay cho nội thị, đưa cho hắn xem. Thành Nguyên Đế nói vô cùng tự nhiên, dường như Thẩm Văn Kỳ vẫn là Vân Dương hầu giống như ngày xưa. Tình huống đại khái thái tử đã kỹ càng tỉ mỉ nói qua, nhưng Thẩm Văn Kỳ vẫn cẩn thận nhìn lại một lần. Tiếng hít thở bốn phía đều như ngừng lại. Giây lát, Thẩm Văn Kỳ ngẩng đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, nếu muốn trị thủy, vẫn nên lấy đê làm trọng, nhưng mà hoặc sơ, hoặc súc, hay muốn nhập gia tùy tục, theo kiến giải vụng về của tội thần, lũ lụt lần này nghiêm trọng như thế còn do một vấn đề quan trọng. Thẩm Văn Kỳ nặng nề ho khan vài tiếng, nói, còn sửa đê cũng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc, bởi vì vấn đề này căn bản không nằm ở đê, mà ở sa. Chỉ có ngăn cản bùn sa chảy về mới là cách trị thủy ổn thỏa nhất. Trong lòng đã có quyết sách. Đúng vậy. Thẩm Văn Kỳ nói. Thành Nguyên Đế như suy tư gì gật gật đầu, tình hình tai nạn khẩn cấp, trẫm mệnh ngươi làm đại phòng lũ sử, ngày mai khởi hành, sớm chút trở về. Thần lãnh chỉ. Nghe mà xem, đại phòng lũ sử, cũng không có hai chữ đại lý. Lý đệ không ngừng nuốt nước miếng. Thái Thường Thừa lại nói, bệ hạ. Năm trước thành Tây Cừ sụp xuống, thủy vận đổ nát, hoa màu bị cuốn trôi, nếu lại thêm lần nữa. Đủ rồi. Thành Nguyên Đế ngắt lời hắn, không nhanh không chậm nói, được việc không nói, toại sự không dán, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thành sự không cần phải nói, chuyện quá khứ cũng chớ truy cứu. Bệ hạ. Hứa Bách Lâm cũng nói. Bệ hạ điều này không hợp lễ nghĩa. Lễ bộ Thị Lang nói. Thành Nguyên Đế dùng ngón tay chọc hai quyển sách, cắn răng nói, ngươi viết cho trẫm hai cuốn phòng lũ toàn lãm, trẫm lập tức giao chức phòng lũ sử này cho ngươi làm. Lễ bộ Thị Lang cúi đầu nói, bệ hạ bớt giận. Một tiếng tan triều, quần thần bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm gia, thịt cá nằm trên thất kia, rốt cuộc. Sống lại. Chương 94, bữa cơm. Sau khi tan triều, Thành Nguyên Đế lệnh Thẩm Văn Kỳ, Trường Bình Hầu cùng lại bộ thượng thư vào điện chấp chính, có vẻ muốn thương nghị kỹ thêm xem lần này mang bao nhiêu binh mã và vàng bạc. Không ít quan viên nhìn theo bóng dáng Thẩm Văn Kỳ mà thổn thức. Tất cả mọi người đều khe khẽ nói nhỏ. Bên kia, lễ bộ Thị Lang Diêu Văn Quân vừa bước xuống bậc đá vừa nói, làm quan 14 năm nhưng ta chưa từng gặp qua trận phong ba thế này, ai có thể nghĩ đến, người được chọn làm tổng trị phòng lũ sử sẽ là Thẩm Văn Kỳ cơ chứ. Chức tổng trị phòng lũ sử Đại Tấn tuy quyền lợi ở kinh thành không lớn, nhưng cũng là chính tứ phẩm quan viên. Binh bộ Thị Lang Hàn Vũ nhún vai, thấp giọng nói, hôm nay xem như được mở rộng kiến thức. Vừa nghe lời này, lễ bộ Thị Lang bẻ ngón tay đếm, thái tử điện hạ, ngự sử Đài Hồng Thừa, kinh triệu Doãn Lục Yến,
Đại lý Tự Khanh Chu Thuật An, Binh Bộ Thượng Thư Trịnh Vĩnh, Hình Bộ Thượng Thư Diêu Bân, Hộ Bộ Thị Lan Tùy Ngọc, Kinh Triệu Thiếu Doãn Tôn Húc, Đại lý Thiếu Doãn Mạnh Duy, còn có Lục Diệp, Lục Đình, à đúng rồi, suýt nữa quên mất còn có Trường Bình Tiểu Hầu Gia, để ta ngẫm lại còn có ai không? Đừng nghĩ nữa, nhiều người như vậy ngài tính hết được sao? Cả ngài với ta không phải cũng đứng ra sao? Tiếng nói của Chu Thuật An vừa vang lên, người đứng phía trước phía sau ta cũng bước ra hơn phân nửa, ta cũng không thể một mình đứng đó đi. Diêu Văn Quân hít sâu một hơi, đây rốt cuộc là thế nào chứ? Thẩm Văn Kỳ chẳng lẽ tu luyện được công phu nào đó ở trong ngục? Hàn Vũ nhìn về phía Lý Đệ và Lục Hoàng Tử, nhàn nhạt nói, ta chỉ biết tối nay nhất định có người khó ngủ đây. Hứa Hoàng Hậu nghe tiểu thái giám thì thầm xong, gương mặt cao ngạo cuối cùng không duy trì nổi nữa, tay trái đặt trên ghế áp lên ngực, hít sâu. Một lúc lâu sau, Lục Hoàng Tử bước vào điện An Hoa. Đôi tay hắn đặt sau lưng, đi qua đi lại, bỗng nhiên tức tới cười ra tiếng, nói, mẫu hậu không nhìn thấy biểu tình của thái tử đâu, thật sự là rất đắc ý a. Sao hôm nay chỉ sợ hơn phân nửa triều đình đều phải đảo hướng Đông Cung. Thu tay lại đi, đừng tranh nữa. Hứa Hoàng Hậu nhấp một hớp nước trà nói. Lục Hoàng Tử sửng sốt. Trước đợi đến cuối năm đã. Hứa Hoàng Hậu dương mắt nói, thuận thế mà làm, tránh đi mũi nhọn, lại chờ một cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa. Ý của mẫu hậu là. Hứa Hoàng Hậu đứng dậy đi tới bên người Lục Hoàng Tử thì thầm, hai mắt Lục Hoàng Tử tức khắc trợn tròn, hô to một tiếng. Mẫu hậu, nếu chuyện này thất bại. Hứa Hoàng hậu nói, Diệp Nhi, từ lúc các thiên sư bị trảm, Mạnh gia bị xét nhà, con đã mất đi thiên thời địa lợi, hôm nay con lại mất nhân tâm, cũng đã bại. Ngày Chư Quốc tới triều bái là cơ hội cuối cùng. Hoàng hôn, mây đen tan đi, sắc hồng quang chiếu thẳng lên mái hiên. Thanh âm bánh xe di chuyển đột nhiên im bặt, Thẩm Văn Kỳ cùng Tô Hành chậm rãi xuống xe ngựa. Ông nhìn hai nữ nhi cùng con út của mình đứng trước mặt. Chỉ liếc mắt một cái, cả người phảng phất như bất động, tiếng gió ù ào ào qua tai. Thẩm Nhiễm và Thẩm Chân gọi một tiếng cha. Thẩm Hoàng chạy qua, kéo tay Thẩm Văn Kỳ. Cha, Hoàng Nhi nhớ người. Thẩm Văn Kỳ cúi đầu nhìn đứa con trai út, chua xót nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nói thành lời. Một năm, đến thằng bé cũng đã cao lên. Thẩm Văn Kỳ cúi đầu sờ đầu Thẩm Hoàng, từ... cha đã trở lại. Thẩm Nhiễm đi qua, nói, mau vào phủ thôi. Để xua đuổi vận đen trên người, Thẩm Chân đặt chậu than tới trước mặt Thẩm Văn Kỳ, chờ ông bước qua mới đi vào nội viện. Mới đầu Thẩm Chân còn không hiểu tại sao Lục Yến nhất định phải chọn một đại viện có vị trí tam tiến tam xuất cho nàng, cho đến hôm nay, nàng mới hiểu được dụng ý trong đó. Mama phòng bếp làm 10 món ăn, người một nhà cách một năm cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm. Thẩm Chân cầm đũa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phụ thân, thấy cằm ông gầy ốm, tóc ở thái dương đã chuyển sang màu bạc, khóe mắt đột nhiên đỏ hoe. Thẩm Chân nhẹ giọng nói, tại sao cha không cho con đi ngục đại lý tự? Nữ nhi của mình tính tình thế nào Thẩm Văn Kỳ hiểu rất rõ, ông ôm nhu nói, con là nữ tử chưa xuất cát, đi tới chỗ đó làm gì? Thấy nàng còn muốn nói, Thẩm Văn Kỳ vội bảo, thôi, có gì chốc lát lại nói, ăn cơm trước. Thẩm Chân cắn môi, tay cầm đũa gắp hết cá thịt vào trong chén của phụ thân, lát sau, đã chồng thành một đỉnh núi nhỏ. Thẩm Văn Kỳ nhìn chén, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Năm ông Nhược Quán liền được tiên đế đề bạt, từ nay về sau con đường làm quan không ngừng thăng tiến, có thể nói là bình bộ thanh tiêu, cho đến khi bị bắt vào tù, nhìn gông xiềng dày nặng trên tay, ông mới hiểu được vì sao hai chữ Tề gia lại đặt phía trước trị quốc. Ông từng cho rằng, cuộc sống như vậy sẽ không còn nữa. Thẩm Văn Kỳ nhìn nhi nữ chăm chú, hai tròng mắt thâm thúy xuất hiện vô số cảm xúc phức tạp, hồi lâu chưa động đũa. Dùng qua cơm tối, Thẩm Văn Kỳ về phòng cùng nhi nữ nói chút lời, đang nói chuyện, Thẩm Nhiễm bỗng nhiên hắt xì, tay hơi nâng lên để che vô tình để lộ vệt thâm tím mờ nhạt. Ánh mắt Thẩm Văn Kỳ tối sầm lại, đứng dậy trầm nói, Nhiễm Nhiễm, con lại đây với cha. Trăng treo cao, ánh sáng màu bạc soi vào tiểu viện, gió đêm thổi qua, chỉ còn tiếng dế kêu trong góc tường lúc kêu cao lúc thấp. Hai mắt Thẩm Văn Kỳ nhắm chặt mặt, lát sau mới thấp giọng nói, Nhiễm Nhiễm, con nói thật với cha, Lý Đệ hắn. Thẩm Nhiễm kéo một chiếc ghế lùng lại, ngồi xuống, nhu thanh tế ngữ nói, hắn chỉ không chịu hòa ly thôi, cũng không đối xử với con quá tệ. Thẩm Văn Kỳ không tiếng động nhìn nàng, lẳng lặng xem kỹ đại nữ nhi, đột nhiên tự dễu kéo khóe miệng, là cha sai, lúc trước cha không nên để con gả cho hắn.
Lúc trước gả đến Lý gia là nữ nhi gật đầu, cha đâu cần nói vậy. Thẩm Văn Kỳ cúi đầu nhìn tay mình. Ông kiêu ngạo, cho rằng chỉ cần phủ Vân Dương Hầu vẫn sừng sững ở đó, dù Lý đệ có lòng muôn dạ thú cũng sẽ đối tốt với con bé cả đời. Hiện giờ ngẫm lại, thật sự càng thêm buồn cười. Trầm mặc thật lâu sau, Thẩm Nhiễm mới chuyển chủ đề, nói, lần này đi dự đông, cha tính toán đi bao lâu? Thẩm Văn Kỳ hơi dừng, nói, bệ hạ cho cha không ít người, Trường Bình Hầu cũng sẽ đi cùng cha, 3 vạn binh lực, nếu như nhanh, vậy 2 tháng là đủ rồi. Thẩm Nhiễm gật đầu, cha đi đường nhớ bảo trọng, tương lai Thẩm gia còn dài. Tình hình tai nạn ở dự đông rất nghiêm trọng, Thành Nguyên đế mệnh Thẩm Văn Kỳ mau chóng xuất phát, hôm sau ngày mới sáng mờ, Thẩm Văn Kỳ đã thu thập xong hành lý, Thẩm Chân thấy phụ thân xoay người lên ngựa, không khỏi lần nữa đỏ đôi mắt. Tắc thống lĩnh nói, Thẩm đại nhân, chúng ta nên xuất phát. Thẩm Văn Kỳ gật đầu, được. Thẩm Chân hít sâu một hơi, tiến lên 2 bước, nắm lấy dây cương, nhón chân nói, cha trên đường bảo trọng, nhất định phải bình an trở về. Thẩm Văn Kỳ cười một chút, xoa nhẹ đầu nàng, nhẹ giọng nói, đã biết. Nhìn 2 mắt trong sáng thanh triệt của tiểu nữ nhi, ông nghĩ, dù Thẩm gia có mất đi, dựa vào đôi tay này, ông cũng sẽ có thể vực dậy một lần nữa. Chờ cha trở lại, sẽ không để các con phải chịu thêm bất cứ điều ủy khuất gì nữa. Ông kẹp chặt bụng ngựa, chậm bước rời đi. Thẩm Chân nhìn phụ thân đã gần nửa trăm tuổi, nước mắt ào ào rơi xuống. An ma ma ôm nàng vào ngực, đừng khóc, Trường Bình Hầu và đại nhân cùng đi, chắc chắn sẽ bình an trở về. Thẩm Chân bên này khóc không thành tiếng, bên kia, sắc mặt Lục Yến có thể dùng từ trắng bệch để hình dung. Đau tới muốn ngất đi, ngực vẫn nhảy thình thịch. Hắn nhớ rõ lúc này hẳn là lúc Thẩm Văn Kỳ xuất phát. Sắc mặt Lục Yến cực kém, ai cũng nhìn ra được, Tôn Húc bỗng nhiên dừng bút, ngẩng đầu nói, Lục đại nhân bị làm sao vậy? Thân mình có chỗ nào không thoải mái sao? Lục Yến nghiến răng nghiến lợi nói, không có việc gì, một lát là tốt thôi. Bằng vào kinh nghiệm dĩ vãng, hắn đoán tiểu cô nương không khóc một vài canh giờ thì không thôi. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, lần này nước mắt Thẩm Chân giống như hồng thủy ở dự đông, một khi bắt đầu sẽ không thể vãn hồi. Suốt một ngày, cơn đau của hắn chưa từng dừng lại. Đến lúc hạ triều, kiên nhẫn của Lục Yến rốt cuộc hao hết, hắn vỗ án đứng dậy. Lục đại nhân gấp vậy là định đi đâu sao? Mạnh Duy hỏi. Lục Yến nắm chặt song quyền, bệnh cũ tái phát, đi tìm đại phu. Dứt lời, sải bước ra ngoài nha môn. Mạnh Duy tháo mũ ô sa, nói khẽ với Tôn Húc nói, Lục đại nhân có bệnh cũ. Đã bao lâu rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Tôn Húc xua tay, tiểu Mạnh đại nhân, ngài đừng có nhìn ta cũng là lần đầu nghe nói. Một đường vòng đi vòng lại, lúc Lục Yến đến Bảo Ninh Phường, sắc trời đã tối sầm. Hắn cực kỳ lão luyện trèo tường vào, đẩy cửa khuê phòng của nữ nhi gia, theo tiếng cửa kẽo kẹt, đau đớn nơi lồng ngực chợt biến mất. Thẩm Chân cuộn người trên đầu giường, nhắm 2 mắt, dáng vẻ như đang ngủ. 2 tay Lục Yến khoanh trước ngực, rũ mắt liếc nàng, phút chốc liền cười nhạo ra tiếng. Hắn ngồi xuống, thấp giọng nói, ngủ rồi. Trả lời hắn là tiếng hít thở đều đều của Thẩm Chân. Nam nhân cong khóe môi, duỗi tay xoa nhẹ vành tai, thấy nàng không nhúc nhích, đầu ngón tay giống như tùy ý xẹt qua cần cổ tuyết trắng, vuốt ve xương quai xanh tinh xảo, đã ngủ rồi nàng còn run cái gì? Chương 95, nhận sai. Ngủ rồi nàng còn run cái gì? Lục Yến nói. Thẩm Chân âm thầm cắn chặt răng, nhắm mắt không nhìn hắn. Gió đêm thổi qua, ánh trăng câu người. Lục Yến nhìn xương bướm sau lưng nàng theo hô hấp nhẹ nhàng khép mở, hắn vươn tay, 2 ngón tay dọc theo tấm lưng một đường xuống phía dưới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua, không cần dùng lực đã khiến người run rẩy. Ánh mắt nam nhân tràn đầy ý cười. Mái tóc đen nhánh mềm mại thả trên cần cổ tinh tế trắng nõn, vòng eo không đủ một nắm, còn có dáng vẻ vừa bị chạm vào đã thành thật này của nàng. Toàn bộ hắn đều thích. Tam cô nương tức giận sao? Lục Yến gợi lên khóe miệng, nhìn vào óc nàng. Trong lòng Thẩm Chân đau xót. Tức giận sao? Nàng nào có tư cách giận hắn? Ngày ấy ở Tửu Lầu, sau khi nghe Tôn đại nhân nói xong, nàng thừa nhận qua nửa buổi tối cũng chưa ngủ được. Mỹ nhân tài tử, giai thoại phong nguyệt, 8 chữ này vẫn luôn ở trong đầu nàng không ngừng quay vòng. Giả thuyết hắn ôm một cô nương khác đều nghĩ ra được. Nói thật, nàng vốn rất giận hắn, nhưng chỉ chớp mắt biết được tin tức hắn ở trên triều tiến cử phụ thân đi dự đông trị thủy. Có câu ăn ké chột dạ, bắt người tay ngắn, trước mắt nàng có giận đến mấy,
cũng chỉ có thể nuốt hết vào trong. Lập thu không lâu, trời vẫn chưa quá lạnh, trên người Thẩm Chân chỉ mặc một bộ trung y bằng lụa màu trắng. Đặc điểm lớn nhất của vải lụa chính là mềm mại bóng loáng, cởi bỏ đai lưng, nhẹ nhàng lôi kéo đã lập tức rơi từ trên vai xuống. Bên trong là một kiện yếm màu hồng nhạt. Nhìn từ góc độ của Lục Yến, trong cổ áo kia có thể thấy lấp ló đồi núi, trong bóng đêm càng thêm nổi bật, giống như mật quả tươi mới nhiều nước, khiến người vừa nhìn liền nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Hắn vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa nàng một chút, nhưng nam nhân ấy mà, một khi có cảm giác, không khác gì củi khô bốc cháy. Nhớ tới nàng có bao nhiêu mềm, hắn càng cảm thấy căng thẳng. Lục Yến cúi người, hôn phía sau cổ nàng, giọng nói khàn khàn, thật sự không chịu để ý tới ta. Hửm. Thẩm Chân vừa định trốn, hắn liền thuận thế nắm lấy tiểu trân châu của nàng, xoa nắng hai cái, tiểu cô nương lập tức mở mắt. Hắn cúi đầu mổ lên môi nàng, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Tiểu Khúc Nhi ở Bình Khang phường hát khúc có dễ nghe không? Thẩm Chân dùng đôi mắt liễm thủy quan trừng hắn. Tam nhân thành hổ, nhiều miệng đến nước cũng chảy thành vàng, lời đồn chỉ hữu hiệu với kẻ thiếu tri thức. Nam nhân cười khẽ. Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật. Tí của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Wikipedia. Thẩm Chân đẩy cánh tay không chịu ngừng của hắn ra, muốn cách xa một chút, nhưng chiếc giường chỉ dài 6 thước, rộng 4 thước, hắn lại sốt sắng muốn dán lên, căn bản không có chỗ trốn. Tin đồn luôn có rất nhiều chuyện không xác thực. Lục Yến cắn tai nàng nói, không thể lúc nào cũng tin. Thẩm Chân khẽ hừ một tiếng. Một tiếng cực nhẹ. Lục Yến đối với việc dỗ dành nữ tử từ trước đến nay đều không kiên nhẫn, cho dù có là Lục Hành, Lục Cấm, cũng không dám giận lẫy với hắn. Duy chỉ có Thẩm Chân, hắn mới chịu đón hồ theo ý, từ đó phẩm ra vài phần lạc thú. Đặc biệt là lúc đè nàng ở dưới thân. Một khi người này có mục đích, ngữ khí đều hơi ôn nhu hơn lúc bình thường, hắn xoa eo nàng, Vân Chi cô nương của Bình Khang phường thật sự là ta dưỡng ở bên ngoài. Vừa nghe lời này, Thẩm Chân lập tức ngước mắt, đối diện với đôi đồng tử thâm thúy, thấy hắn hào phóng thừa nhận, tam cô nương vô cùng bình tĩnh trả lại một câu, bắt đầu từ khi nào. Suy nghĩ của Thẩm Chân và nữ nhân trong thiên hạ về chuyện này đều giống nhau. Trong suy nghĩ của Thẩm Chân, giai thoại phong lưu này của Lục Yến nếu phát sinh trước khi nàng dọn đến Thẩm Trạch vậy nàng không có tư cách đi quản, rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là ngoại thất của hắn, không tới phiên nàng cậy sủng sinh kiêu. Nhưng nếu là sau này, vậy cho dù đó là người tính tình tốt đến mấy cũng không chịu đựng nổi loại chuyện như vậy. Một bên nói muốn cưới nàng, một bên lại phong lưu tùy ý, coi nàng là đồ ngốc sao. Đối mặt với phản ứng của nàng, Lục Yến không khỏi nhướng mày, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ tức khắc rơi nước mắt đấy. Tháng 10 năm trước, Lục Yến cụ một tiếng, nói. Hai mắt Thẩm Chân trợn tròn. Tháng 10 năm trước, lúc đó chẳng phải là thời điểm nàng bắt đầu làm ngoại thất của hắn sao? Chẳng lẽ có quan hệ với nàng? Lục Yến một tay ôm nàng vào lòng, ngón cái sờ nhẹ vàng tai nàng, Thẩm Chân, nàng đừng có không biết tốt xấu, thanh danh giữ mình trong sạch bấy lâu của bản quan đều bị hủy hết trong tay nàng rồi đó. Thanh danh, giữ mình trong sạch. Thẩm Chân thầm nhẩm lại 6 chữ này trong đầu, không khỏi nhăn mày, khóe miệng kéo căng. Một cảm giác không khỏe quanh quẩn trong tim. Nếu hắn thật sự giữ mình trong sạch, sao còn làm ra chuyện như thế với nàng? Không thể không nói, suy nghĩ của Thẩm Chân một chút cũng không sai, có vài người nhìn qua khác hẳn với người phàm tục, dường như đối với vui thích phàm trần là khinh thường nhìn đến, sự thật thế nào? Chẳng qua là không bị người đời bắt gặp thôi. Giống như câu Lục Yến từng nói với Tĩnh An trưởng công chúa, lội nước mà không nhiễm bùn là Bạch Liên, hắn không phải. Ngã trên người Thẩm Chân, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu muốn không bị té nhào, đoạn thời gian dưỡng ngoại thất đành trở thành một cọc sự tình không bị người biết đến mà thôi. Lục Yến xuyên qua đôi mắt nàng đọc ra suy nghĩ bên trong, nháy mắt cúi đầu cắn nàng một ngụm, rất có ý tứ thẹn quá hóa giận. Nam nhân liền đưa tay lật người nàng lại. Thẩm Chân rầm rì một tiếng, cắn môi nói, ngày mai đại nhân không phải thượng triều sao? Tới kịp. Hắn quỳ phía sau nàng, đôi tay ép chặt vòng eo nàng, thấp giọng nói, nàng muốn nằm hay thích ngồi hơn. Giọng nói vừa dứt, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chân bằng mắt thường có thể thấy từng chút một đỏ lên, ý tứ trong lời nói, nàng vừa nghe lập tức hiểu rõ. Thấy nàng không đáp, hắn nghiêm trang nói, vẫn là nằm đi, nàng không thích dùng sức nhất. Trút hết trung y, Lục Yến đưa hung khí dán chặt lên lưng nàng, bàn tay một đường lần xuống phía dưới, đặt ở kẽ hở, cực kỳ kiên nhẫn thổi lửa. Thấy đầu ngón tay trơn trượt,
Lục Yến dán bên tai nàng nói, nhanh vậy sao? Thẩm Chân dứt khoát nhắm hai mắt lại. Hay cho một câu giữ mình trong sạch. Thời điểm thứ nóng bỏng kia đang dần dần tới gần, trái tim Thẩm Chân cứ thình thịch mà nhảy, thình thịch mà đập. Đột nhiên hô một tiếng không được, xoay người đứng lên. Lục Yến sửng sốt, ôm lấy người, làm sao vậy? Vẻ mặt Thẩm Chân ngưng trọng, nghiêm túc lại mang theo một tia áy náy, thấp giọng nói, túi thơm vừa hết rồi, không được. Nàng biết không có túi thơm tránh thai, hắn nhất định sẽ không chạm vào mình. Lục Yến nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn huynh đệ của mình, không khỏi xoa giữa mày, sao nàng không nói sớm? Tiểu cô nương mặt đầy vô tội. Lục Yến lê giày xuống đất, đứng bên mép giường hứng gió lạnh, lâu sau lại dịch đến bên bàn uống một ngụm trà lạnh. Thẩm Chân tưởng hắn sẽ đi, ai ngờ người này thật sự cương liệt, không chỉ không đi, còn ôm nàng ngủ một đêm. Nam nhân hôn lên trán nàng rồi khép mắt lại. Trời còn chưa sáng, Thẩm Chân đã bị tiếng mũi ong ong đánh thức, mùa thu là nhiều mũi nhất, dường như không hút khô máu người sẽ không bỏ qua. Thẩm Chân đẩy cánh tay hắn ra, mơ mơ màng màng mở mắt đốt đèn, bắt đầu đuổi theo hành tung của mũi mà vỗ tay. Lát sau, hai mắt mông lung đã trở nên thanh triệt sáng trong, hoàn toàn là tức giận tới tỉnh. Lục Yến liếc mắt nhìn nàng, làm sao vậy? Có mũi. Nơi này của nàng không phải có treo màn sao? Có thể chúng nó đã ẩn nấp từ trước. Lục Yến nghe nàng dùng từ như vậy liền cười nói, vậy nàng bắt được nó chưa? Vẫn chưa. Lục Yến vỗ nhẹ lên eo nàng, thấp giọng nói, được rồi, nàng nằm xuống đi, để ta đến. Nhưng mũi này hình như chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, Lục Yến vừa ngồi, liền không nghe thấy thanh âm. Qua hồi lâu, Thẩm Chân mới thấy hắn vươn tay, vỗ nhẹ một cái. Có trúng không? Lục Yến gật đầu, sau đó mở bàn tay ra cho nàng xem, Thẩm Chân vừa thấy có máu, khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp. Nàng sờ soạn toàn thân một hồi, rõ ràng chỗ nào cũng không có, thẳng đến hừng đông, nàng xuyên giày xuống đất, một dự cảm không tốt đột nhiên nảy lên trong lòng. Ô ô! Lòng bàn chân đều sưng lên. Lục Yến đang buồn ngủ lại thấy nàng dậm chân một cái. Hắn mặc xong xiêm y, đang đeo đai eo, nàng lại dậm chân. Đuôi lông mày nam nhân hơi chọn, nghĩ một chút lập tức hiểu được, con mũi này quả thật rất giỏi tìm chỗ đốt a. Ngay sau liền cười khẽ ra tiếng. Hắn đi đến bên cạnh bàn trang điểm, nhẹ giọng nói, Thẩm Chân, đau dài không bằng đau ngắn, nàng chọn một cây kim đi. Ngay khoảnh khắc Lục Yến kéo ngăn kéo, hô hấp Thẩm Chân như ngừng lại. Một chiếc túi thơm màu sắc trắng thuần thình lình xuất hiện trước mắt nam nhân. Còn chính là chiếc Thẩm Chân thường xuyên đặt bên gối. Lục Yến cầm lên, để trong lòng bàn tay ước lượng, quay đầu lại nhìn nàng, cười như không cười. Tâm Thẩm Chân tức khắc bồn chồn. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, cô nương tỉnh rồi ạ. Lục Yến tiến lên một bước, nắm cầm nàng, cúi đầu hôn xuống, hơn nửa ngày cũng chưa cho nàng thời gian thở dốc. Trước khi đi, nam nhân dùng ngón cái vuốt ve mí mắt nàng, buồn bã nói, hóa ra đôi mắt này cũng biết gạt người a. Thẩm Chân ở Bảo Ninh phường, Phủ Kinh Triệu ở phường Quang Đức, hai nơi cách nhau khá xa, Lục Yến phải sớm ra cửa mới có thể tới đúng giờ thượng công đường. Xe ngựa dẫm lên mặt đất phát ra tiếng động lộc cộc, xuyên qua đường phố Lạc Dương, một đường hướng về phía bắc, dừng lại trước cửa huyện nha. Vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy Tôn Húc. Tôn Húc có hình có dạng chào hỏi, Lục đại nhân sớm. Hai người mới vừa bước vào cửa liền trông thấy Lỗ Tham Quân hai tay ôm đầu, chau mày, hốc mắt lại xanh hơn một chút. Tôn Húc biểu lộ vẻ mặt quan tâm, thương thế của Lỗ đại nhân sao nhìn lại nghiêm trọng hơn thế? Chẳng lẽ đệ đệ của phu nhân ngài lại tới tìm ngài? Lỗ Tham Quân nói, ta cũng không biết nên nói gì với Tống gia, liền nghĩ để nàng bình tĩnh một chút cũng tốt, nên bình tĩnh một chút, cũng không khác gì cách nói mặc kệ là được. Lục Yến cứng đờ. Tôn Húc ngửa mặt đỡ trán, một lúc lâu cũng không biết nên nói gì. Hít sâu một hơi, vỗ bả vai Lỗ Tham Quân. Ý tứ tự như đang nói, Lục đại nhân nói ngài còn dám tin sao? Chương 96, hôn sự. Tháng 8, mắt thấy đã sắp tới trung thu, Thẩm Chân từ tội thần chi nữ biến thành nữ nhi của quan viên tứ phẩm, những khuê mật thân hữu đã từng đóng cửa không tiếp trong một đêm phản phất giống như mất trí nhớ, bắt đầu từng người tìm tới cửa, tỉ như, bằng hữu ngày xưa tự mình tới cửa mời nàng cùng nhau đi đạp thanh, tham gia yến ngắm hoa, thưởng cúc, đá cầu tái, lại tỉ như, tháng 10 năm trước, nhị thẩm, tam thẩm đối với nàng lạnh nhạt tương đãi cũng giống như thay đổi hồn. Từng tiếng gọi chân nhi đến là chân thành. Những việc này nhìn qua cực kỳ hoang đường và buồn cười, kỳ thật mỗi người đều có bàn tính riêng của mình.
cúi thấp đầu đều là để có thể đổi được chỗ tốt, trên đời này ai mà không mong muốn mua bán có lời. Sở dĩ có thể bỏ xuống thể diện, một lần nữa đi quan hệ lại, đơn giản bởi vì bọn họ hiểu rõ, một khi Thẩm Văn Kỳ trở về triều đình, chức tổng trị phòng lũ sử này chẳng qua chỉ là khởi đầu thôi. Cùng lúc đó, tiệm trà ở chợ phía đông của Thẩm Chân cũng dần dần buôn bán tốt lên, có thể là mọi chuyện thuận ý, ngủ gà ngủ gật cũng có người giúp kê gối đầu, nói là vội vàng đưa bạc tới cũng không quá. Thế nhân trở mặt còn nhanh hơn người thuyết thư. Nhưng ngoại trừ những điều này, còn có một chuyện càng làm cho người ta đau đầu. Đó là Thẩm Chân lại lần nữa bị con cháu nhà Huân Quý theo dõi. Bất quá lần này không có người dám nhắc lại chữ thiếp. Phủ Kinh Triệu, trong phòng ký tên. Dương Tông yên lặng đưa qua hai phong thư, thấp giọng nói, chủ tử, đây đều là lấy được trước cửa Thẩm gia. Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, mặt vô biểu tình rút lấy bức thư, đọc xong, bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực. Áo khanh khanh phiêu phiêu, cư nhẹ theo gió xa, nhìn quanh thấy hào quang, hương lan tỏa dài lâu. Giỏi lắm, Thẩm Chân. Hai ngày, bốn phong thư tình. Không chút nào bôi nhỏ danh tiếng đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của nàng. Lục Yến đập phong thư lên bàn phát ra một tiếng rầm, gằn giọng nói, đốt hết đi. Chạng vạng hạ đường, Lục Yến trở về phủ trấn quốc công. Gió thu hơi lạnh, lá cây xào xạc rung động, hai chiếc lá ngẫu nhiên bay xuống, không khí xung quanh chợt như xuất hiện một tia hiu quạng, cành khô thẳng tắp lên trời, hướng vào tầng mây cao vút. Lão quản gia không người dẫn Lục Yến tới Minh Thụy đường. Gần đây phủ trấn quốc công có hai vị khách tới, Lục lão thái thái cố ý đãi tiệc ở Minh Thụy đường, tam phòng Lục gia đều tề tụ đầy đủ. Vừa vào cửa, lão phu nhân bên người Lục lão thái thái liền cười nói, nhiều năm không thấy, tam lang tựa hồ so với trước kia lại tuấn tú hơn rồi. Ngay sau đó, một vị cô nương dáng người cao gầy, mặt mày rất cao ngạo đứng dậy nói một tiếng biểu ca. Sau khi đối diện trong giây lát lập tức tránh khỏi tầm mắt hắn, ngữ khí đạm nhiên. Lục Yến gật đầu tiến lên chào hỏi. Vị dẫn đầu mở miệng này chính là Tần lão phu nhân, là đường muội của Lục lão thái thái, cảm tình của hai người sâu đậm, trước đây vẫn thường xuyên đi lại. Mãi cho đến mấy năm trước Tần gia dời đến Hà Nam mới ít giao hảo hơn. Mà vị cô nương cao gầy tinh tế bên cạnh Tần lão phu nhân chính là con gái út của phủ Doãn Hà Nam, Lục cô nương Tần Lạc. Dựa vào bối phận, Tần Lạc thật sự phải kêu mấy nhi tử Lục gia một tiếng biểu ca. Lục lão thái thái đưa cô nương mới vừa tròn 16 này tới trong phủ là có ý gì, người sáng suốt đều nhìn ra được. Nói trắng ra là cố ý làm hai nhà kết thân. Phủ trấn quốc công tổng cộng có 3 phòng, Lục Diệp nhị phòng đã cưới vợ sinh con, tự nhiên không nằm trong phạm vi suy xét. Cho nên Lục Yến của đại phòng cùng Lục Đình của tam phòng mới là mục đích chuyến đi này của Tần gia. Sau khi tan tiệc, Lục Yến, Lục Đình cùng Lục Diệp nối tiếp nhau rời khỏi Minh Thụy đường, ánh trăng như đuổi theo bóng người đang di động, ba nam nhân ngồi trong đình hóng gió, nhâm nhi hai ly. Lục Diệp lắc ly trên tay, uống một hơi cạn sạch, cười nói, nhìn ý tứ lão thái thái lần này, phủ trấn quốc công chắc sắp có hỷ sự rồi đây. Lục Đình nói với Lục Yến, vậy ta xin chúc mừng tam đệ trước. Lục Yến cong môi, cười nói, muốn chúc mừng, cũng là ta chúc mừng huynh. Lục Yến tuy không tính là ngự qua vô số nữ nhân cũng được tính là đối tượng được vô số nữ tử mơ mộng, ánh mắt lúc vị Tần gia biểu muội kia nhìn hắn, hắn thấy cực rõ có 7 phần kháng cự, 2 phần không muốn, còn có 1 phần, tạm thời xem như tôn trọng đi. Tóm lại, ý tứ khuynh mộ là không có nửa phần. Lục Đình ta, một tiếng, tỏ vẻ không phục, tùy ý gõ lên bàn hai cái, nói, bằng không chúng ta đánh cuộc đi. Lục Yến uống một ngụm rượu nói, tiền đặt cược thế nào? Để ta suy nghĩ một chút. Đang nói chuyện, Dương Tông chậm rãi đi tới, thấp giọng nói, chủ tử, lão phu nhân và trưởng công chúa kêu ngài tới Gia An đường. Nghe vậy, Lục Đình phốc một cái, cười ra tiếng, nói, sớm biết vậy ta nên đánh cuộc lớn chút, vét sạch bảo bối giấu trong thư phòng của đệ tới tay. Lục Yến cười thập phần tự tin, một thứ huynh cũng không mang đi được đâu. Lục Yến đến gần Gia An đường, vén rèm vào trong. Lục lão thái thái ngồi ngay ngắn trên giường, Tĩnh An trưởng công chúa ngồi ở ghế tròn bên cạnh, lư hương hai lỗ tai ba chân tráng men xanh trắng trên bàn tỏa ra hương khói. Thấy hắn tới, lão thái thái vẫy tay, mau tới đây. Lục lão thái thái nhìn tôn tử mình yêu thương nhất không khỏi thở dài một hơi, gương mặt trong buổi tiệc treo đầy ý cười, giờ chỉ có buồn phiền. Mấy lần muốn mở miệng, nhưng lời vừa tới bên miệng, kết quả vẫn là nuốt xuống. Tổ mẫu muốn nói gì với con sao?
Lục lão thái thái nâng tay, vỗ lên bờ vai hắn, ngồi xuống trước đi. Lát sau lại khen một câu, với tuổi tác của con có thể ngồi vào được vị trí như ngày hôm này, trong lòng tổ mẫu cảm thấy kiêu ngạo vì con. Lục Yến cười khổ. Đến rồi, đến rồi. Lời dạo đầu này vừa nghe là biết sẽ có lời kế tiếp. Quả nhiên, ngay sau đó Lục lão thái thái lại tiếp tục nói, nhưng tổ tông còn có câu, nam tử trước thành gia, sau lập nghiệp. Hài tử Tần Lạc kia con cũng thấy rồi, là một vị cô nương cực kỳ có tài, dáng vẻ cũng coi là nổi bật trong nhiều người, ta vốn có ý để nó gả cho con làm thê, nhưng vừa hỏi qua mới biết nhân gia hướng vào chính là Đình Ca Nhi. Lục Yến cười, đây không phải chuyện tốt sao? Là chuyện tốt không sai, nhưng sao con không nghĩ một chút xem là tại sao? Lục Yến nhíu mày nói, điều này có gì phải hỏi, mặc quần áo mang mũ, mỗi người mỗi sở thích. Tĩnh An trưởng công chúa ở một bên trừng mắt nhìn hắn. Tần gia là để ý con hàng năm lưu luyến ở xóm cô đầu, chuyện phong lưu truyền khắp Trường An nghe chưa? Nói đến đây, Lục lão thái thái liền giận sôi máu, hít sâu một hơi nói, nhưng trước kia con rõ ràng không phải như vậy. Lục lão thái thái biết công tử này của bà bắt bẻ, bà đã từng cho rằng Lục Yến muốn cưới một vị tiên tử về mới bằng lòng bỏ qua, ai ngờ tuổi lớn hơn chút, thói xấu của nam nhân lại đột nhiên như mầm mọc từ dưới đất lên. Cư nhiên dám dưỡng ca cơ ở bên ngoài. Yến ca nhi, tổ mẫu biết triều đình sống quỷ vân quyệt, kinh triệu doãn lại thường xuyên làm ra chuyện đắc tội với người ta, con lúc nào cũng phải cẩn trọng, cần thả lỏng là điều tất yếu, nhưng Bình Khang phường A, chung quy không phải là cái địa phương dễ nghe gì, sử quan nhiều hơn một bút, hỏng chính là thanh danh của con A. Lục Yến xoa giữa mày, nghe những lời này trong lòng không khỏi nhớ tới cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt với người nào đó. Vì bảo toàn thanh danh của nàng, thanh danh của hắn đúng là bị hủy sạch rồi. Không chỉ bị hủy sạch, hắn còn không thể cãi lại. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nếm phải trải nghiệm như vậy. Hai tay Tĩnh An trưởng công chúa khoanh trước ngực, không chịu mở miệng nói giúp hắn một lời hay, thấy hai tay hắn nắm chặt, đuôi lông mày bà hơi chợn. Trên mặt còn hiện rõ hai chữ chói lọi, xứng đáng. Con nghe có lọt không? Lục lão phu nhân nói lời thấm thía. Hầu kết Lục Yến hoạt động lên xuống, gật đầu. Thấy hắn như thế, Lục lão thái thái liền lấy một chiếc khăn từ trong ngực ra, che miệng ho nhẹ. Làm con cháu Lục gia, hắn hiểu rất rõ đây là dấu hiệu muốn đánh bài ôn nhu. Khụ khụ. Lục lão thái thái ngửa đầu xoa ngực, sau đó lại run rẩy lấy ra mấy bình thuốc, tay run lên, trưởng công chúa lấy chén nước đưa qua. Lục Yến cúi đầu xoay chuyển nhẫn bạch ngọc trên tay. Không đợi Lục lão thái thái mở miệng, Lục Yến bỗng nhiên ngẩng đầu nói, tôn nhi bất hiếu, mọi chuyện đều để lao tổ mẫu lo lắng, nếu như thế, hai tháng sau con sẽ định ra hôn sự. Vừa nghe lời này, Lục lão thái thái suýt nữa bị nước làm cho sạch. Cái gì mà hai tháng? Có câu nói, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Nghĩ đến đây, Lục Yến đơn giản nói thẳng, con có người muốn cưới. Lục lão thái thái trừng mắt nhìn, không thể tin tưởng nói, là cô nương nhà ai? Tam cô nương nhà tổng trị phòng Lũ Sử. Lục lão thái thái thẳng lưng, đưa tay lên gõ huyệt thái dương, dùng sức nghĩ, lại nghĩ, tổng trị phòng Lũ Sử, tổng trị phòng Lũ Sử là vị nào? Tĩnh An, vị tổng trị phòng Lũ Sử này con có biết là ai không? Tĩnh An trưởng công chúa hít sâu một hơi, thấp giọng nói, không chỉ con biết, lão thái thái ngài cũng biết. Tam cô nương nhà tổng trị phòng Lũ Sử chính là tam cô nương của phủ Vân Dương hầu phủ trước kia, Thẩm Chân. Hai ngày trước, Thẩm Văn Kỳ nhậm chức phòng Lũ Sử, trước mắt đã được phái đến dự Đông Trị Thủy, chờ hắn trở về, phỏng chừng mất hai tháng. Lục lão thái thái sống cả đời, còn có cái gì chưa thấy qua, vừa nghe ngữ khí này của Tĩnh An trưởng công chúa lập tức hiểu ra chút gì đó. Việc này, con đã biết trước. Hai mắt của Tĩnh An trưởng công chúa và Lục Yến giao nhau, cuối cùng vẫn gật đầu. Rời khỏi Gia An đường, mẫu tử hai người cùng đi xuyên qua hành lang tối đen, đi về hướng Túc Ninh đường, vầng trăng treo cao, nhánh cây dài duỗi ra tỏa bóng lên đất. Gần đây nếu mẫu thân rảnh rỗi có thể tiến cung một chuyến không? Lục Yến đột nhiên nói. Hắn muốn cưới Thẩm Chân, người khác không cần để ý, nhưng chỗ bệ hạ hắn giấu không được, cũng không thể giấu. Bước chân Tĩnh An trưởng công chúa chợt dừng lại, nhìn cặp mắt luôn hiện ra lạnh nhạt của hắn, nhẹ giọng nói, ta đã gặp qua bệ hạ. Chương 97, nhẫn nại. Phường Duyên Phúc, Lý Phủ. Đêm tối trăng lên, các viện bắt đầu thắp đèn dầu, gió thổi qua mái hiên, đèn lồng tỏa ra ánh cam nhẹ nhàng đung đưa, lúc sáng lúc tối, khiến người vừa nhìn, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Thanh Lệ hoang mang rối loạn chạy vào nói, cô nương,
Cô gia hồi phủ, trước mắt đang ở thư phòng nghị sự. Từ khi Thẩm Văn Kỳ nhậm chức tổng trị phòng lũ sử rồi đi dự đông, Lý Đệ bởi vì công trình thủy lợi ở huyện Vạn Niên nên nhiều ngày không hồi phủ. Đêm nay hắn rảnh rỗi, chắc chắn sẽ tới tìm Thẩm Nhiễm Hưng sư vấn tội. Thanh Lệ đi tới đi lui, che lại trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nói, cô nương, chúng ta có cần tìm thêm nhân thủ để giữ cửa không ạ? Không cần. Thẩm Nhiễm nhấp một ngụm trà, đây là Lý Phủ, trong viện đều là người của hắn, lát nữa cứ tùy theo hoàn cảnh là được. Thanh Lệ gật đầu, nô tỳ đã biết. Lát sau, Thẩm Nhiễm từ trong ngăn kéo lấy ra non nửa gói thuốc bột, chậm rãi thả vào trong nước. Nàng ngồi trước bàn gương, bôi thêm một ít son môi sẫm màu và phấn dưới đáy mắt, khiến khuôn mặt sinh ra vài phần tiều tụy. Lý Đệ sải bước vào sân của Thẩm Nhiễm, ta vào sân viện phu nhân của mình còn cần ngươi đến thông báo sao? Tránh ra! Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi một bước đều như dẫm lên đầu quả tim Thanh Lệ. Nàng rất sợ, sợ Lý Đệ sẽ động thủ với Thẩm Nhiễm. Cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt. Thẩm Nhiễm ngồi trên giường trong hắn. Y phục màu nguyệt bạch trên người Lý Đệ cao quý xa hoa, bên hông đeo ngọc bội cũng là bảo vật hiếm có, toàn thân trên dưới, sớm đã không còn dáng vẻ lúc trước nữa. Cổ áo hơi mở, cổ ửng đỏ, vừa thấy đã biết là uống rượu. Lý Đệ đi đến trước mặt Thẩm Nhiễm, nắm cầm nàng, nâng lên, có phải rất đắc ý không? Ngươi uống nhiều rồi. Thẩm Nhiễm đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, kéo ra chút khoảng cách. Nhạc phụ ra tù, hơn phân nửa triều đình đều đảo hướng, có phải nàng đang rất đắc ý hay không? Lý Đệ chế trụ cổ tay của nàng, kéo ngược lại, trả lời ta. Thẩm Nhiễm nhíu mày nói, ngươi làm đau ta. Ta còn tự hỏi không biết nàng cả ngày chạy tới đại lý tự làm gì. Hắn thấp giọng cười, nàng đã sớm biết có phải hay không. Nhạc phụ ở trong ngục đại lý tự biên soạn hai quyển đó dâng cho bệ hạ, nàng không có khả năng không biết rõ. Muốn chờ xem ta bị chê cười đúng không? Hả? Lúc nói, lực trên tay cùng theo đó tăng thêm. Thẩm Nhiễm ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, hít sâu một hơi, ngăn chặn chán ghét tràn đầy trong nội tâm. Trước mắt trở mặt không có lợi ích gì. Ta là phu nhân Lý gia, chê cười ngươi với ta có chỗ nào tốt sao? Thẩm Nhiễm quay đầu lại nhìn hắn, nước mắt như hạt đậu lớn từ khóe mắt chảy xuống. Thấy nàng rơi lệ, theo thói quen 4 năm bên nhau, Lý Đệ không khỏi sửng sốt. Hắn cho rằng, y tính tình Thẩm Nhiễm, tất nhiên sẽ giống với thời điểm bọn họ vừa xé rách mặt nhau, lạnh lùng nói với hắn thua rồi, hắn sai rồi, hắn xứng đáng, hắn gieo gió gặt bão. Nhưng mà, tại sao không có? Thẩm Nhiễm thấy rung động trong mắt hắn, nhân lúc hắn buông lỏng, vội tránh khỏi gông cùng xiềng xích của hắn. Giơ tay lau nước mắt, rung giọng hỏi hắn, ngươi là phu quân của ta, nhưng ngươi trừ bỏ khi dễ ta, ngươi còn làm được cái gì? Lệ quang trong suốt, toàn là ủy khuất, là ủy khuất hắn chưa thấy qua, Lý Đệ giật mình đứng ở chỗ cũ. Phu quân, đã bao nhiêu lâu hắn chưa nghe qua hai chữ này? Đáy lòng hắn trầm xuống, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Nhiễm, nàng đừng có chơi tâm nhãn với ta, đừng quên chuyện nhạc phụ và lỗ tư thông đồng, nếu nàng dám tính kế ta, hai chúng ta ai cũng đừng mong sống tốt, nàng. Lý Đệ còn chưa nói xong, Thẩm Nhiễm đã đưa tay gạt hết đồ trên bàn trang điểm xuống đất, ngươi cho rằng ta đã quên chuyện đó rồi sao? Thẩm Nhiễm tiến lên một bước, nắm lấy vạt áo Lý Đệ, gằn từng chữ, ngươi có biết hay không, Thẩm Chân còn chưa có gả chồng. Ngươi có biết hay không, Thẩm Hoàng vẫn chưa lớn lên. Trong tay ngươi nắm chặt nhược điểm có thể cùng Thẩm gia cá chết lưới rách, sao ta có thể tính kế ngươi? Hô hấp Lý Đệ hỗn loạn. Lý Đệ, cho dù Hứa gia có tính kế ngươi, nhưng ta nhất định sẽ không. Thẩm Nhiễm nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói, cuộc đời của ta đã như vậy, ta nhận mệnh, ngươi hiểu không? Lý Đệ nheo mắt đánh giá nàng, một lúc lâu sau mới đưa tay rót cho mình một ly trà. Uống một hơi cạn sạch. Thẩm Nhiễm tiếp tục nói, ngươi từng nói với ta, Thẩm gia không cần chỉ treo cổ trên một cái cây, hôm nay ta mang những lời này trả lại nguyên vẹn cho ngươi, Đông Cung có đường cho ngươi đi, ngươi có đi hay không? Giọng nói vừa dứt, ngực Lý Đệ đau dồn dập, sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như sắp không thở nổi. Thân thể cũng ngã nghiêng theo. Lý Đệ, ngươi làm sao vậy? Thẩm Nhiễm khẩn trương nói. Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Lý Đệ nhìn thoáng qua nước trà, đứt quãng nói, nàng, có phải nàng hạ độc, ta? Trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Thẩm Nhiễm không nghe hắn tiếp tục nói, mà xoay người hướng cửa hô, người đâu tới đây? Mau tới đây. Mau chóng đi kêu đại phu tới. Thanh Lệ chạy vào,
thấy thế che miệng nói, phu nhân. Có chuyện gì vậy ạ? Mau đi tìm đại phu tới đây. Đừng ở chỗ này thất thần nữa. Ai, ai, nô tỳ đi liền đây. Thanh Lệ lập tức chạy ra. Thẩm Nhiễm bước ra cửa, nói với tỳ nữ trong viện, động tĩnh trong viện đêm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, đứng ở chỗ này canh giữ hết cho ta, nếu ai nói ra để lão phu nhân sinh bệnh, ta lập tức tìm một mẹ mình tới đây bán người. Dạ. Mấy tỳ nữ không người nói. Dàn xếp xong cho Lý Đệ, Thẩm Nhiễm lập tức đi về hướng thư phòng, gặp được thị vệ bên người Lý Đệ, Đổng Minh. Thẩm Nhiễm nhăn mày, lạnh lùng nói, Lan Quân đột nhiên bị đau tim, hiện tại tánh mạng nguy kịch, ta hỏi ngươi, hắn rốt cuộc đã đi đâu uống rượu. Thị vệ trầm giọng nói, phu nhân thứ tội, chuyện của chủ tử, ta không thể nói. Ngươi không thể nói. Thẩm Nhiễm cười khẽ, nói, Lan Quân đêm nay nếu xảy ra chuyện gì, ta bắt ngươi lấy mệnh bồi theo. Một lúc lâu Đổng Minh mới gập ghềnh nói, Tây, Tạp Kỷ Lâu ở chợ phía Tây. Tạp Kỷ Lâu. Ngươi tức khắc xuất phát, đi tới Bạch Diễn Lâu tra, đêm nay hắn uống cái gì, ăn cái gì, tiếp xúc với người nào. Một cái đều không được bỏ sót, mau đi. Ý của phu nhân là, ta với hắn làm phu thê 5 năm, chưa từng thấy hắn bị đau tim, ta sợ hắn là bị người hạ độc. Chuyện này không có khả năng. Đổng Minh nói. Đổng Minh, ta biết ngươi trung tâm hộ chủ, nhưng nếu đêm nay hắn vẫn không tỉnh lại thì sao? Ngươi hộ ai? Thị vệ quay đầu nhìn về hướng thư phòng, do dự mãi cuối cùng vẫn không người lĩnh mệnh. Sân trống to như vậy, nàng cũng không có nhiều thời gian. Thẩm Nhiễm tránh né người qua lại, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, tay cầm một chiếc đèn, từ trái sang phải cẩn thận xem kỹ mấy giá sách. Cuối cùng cũng tìm thấy bổn cuốn sổ sách kia. Sau nửa canh giờ, Thẩm Nhiễm thổi tắt đèn, để trang giấy đã sao chép vào cổ tay áo. Lúc trở lại Thế An Uyển, Tôn Đại Phu đang bắt mạch cho Lý Đệ. Lý Đệ cũng chậm rãi mở mắt. Thẩm Nhiễm bước nhanh đến gần, quan tâm nói, Đại Phu, hắn bị sao thế? Tôn Đại Phu lắc đầu nói, lão phu mới vừa rồi cho đại nhân uống một ít rễ sô đỏ, đại nhân lập tức tỉnh lại, với kinh nghiệm của lão phu, chuyện này có lẽ là do uống rượu nên mới đột phát bệnh tim. Đột phát bệnh tim? Thẩm Nhiễm nói, nhưng trước kia hắn chưa bao giờ bị như vậy, xin hỏi đại phu, bệnh này về sau có còn tiếp diễn không? Tôn Đại Phu vuốt chòm râu, nói, đại nhân chính trực tráng niên, chỉ cần cẩn thận tu dưỡng, sau này sẽ không có vấn đề lớn, nhưng ngày sau uống rượu phải chú ý một chút. Lý Đệ gật đầu. Tôn Đại Phu đi rồi, Lý Đệ nhìn Thẩm Nhiễm hồi lâu, nói, nàng vừa đi chỗ nào? Thư phòng, ta đi gặp Đổng Minh. Lý Đệ nhíu mày, nói giọng khàn khàn, nàng tới đó làm gì? Thẩm Nhiễm nói thẳng, ngươi vô duyên vô cớ ngất xỉu, ta đương nhiên muốn tìm hắn hỏi thăm hôm nay người đi đâu, làm gì? Đổng Minh đâu rồi? Mới đầu ta còn tưởng có người hạ độc ngươi nên kêu hắn đi Tạp Kỷ Lâu điều tra. Lý Đệ trầm mặc một lúc lâu, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, ánh nến phòng trong bập bùng, giống như nhân tâm chưa ổn định. Tại sao lại cứu ta? Hắn bỗng nhiên hỏi. Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, sau đó Hứa gia sẽ vu oan cho ta, nói ta mưu sát phu quân. Lý Đệ cười tự giễu, đây quả thật là chuyện Hứa gia sẽ làm. Nhiễm Nhiễm, ta biết nàng muốn hòa ly, nhưng cho dù là hòa ly, nàng có thể tái giá sao? Dù dân phong Đại Tấn đã mở rộng so với triều trước, nữ tử gả lần hai cũng đều là gả thấp. Nàng trước nay rất kiêu ngạo, chi bằng bỏ tâm tư này đi, cùng ta hòa hảo chung sống. Thẩm Nhiễm cười nhạo một tiếng. Lý Đệ lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng, nàng sinh cho ta một hài tử, ta sẽ nghĩ cách tiễn Chiêu Di nương đi, những chuyện đó, sau này ta cũng sẽ không nhắc lại. Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lý Đệ biết ngăn cách giữa bọn họ không phải chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết, hơn nữa thân thể không khỏe, hắn nhanh chóng khép mắt. Trong bóng đêm, Thẩm Nhiễm nhìn khuôn mặt kia, đầu ngón tay vì dùng sức mà dần dần trở nên trắng bệch. Hòa hảo chung sống, Lý Đệ. Nếu không phải vì ngươi, phụ thân sẽ không bị bắt vào tù. Nếu không phải vì ngươi, Thẩm Chân cũng sẽ không lưu lạc đến nỗi đi làm ngoại thất của người ta. Ngươi làm tổn thương ta cũng thôi, nhưng ngươi không nên hủy hoại Thẩm gia. Nếu hôm nay người ngồi lên vị trí trữ quân là Lục hoàng tử, ngươi sẽ còn một chút không đành lòng này sao? Chỉ sợ, cả nhà Thẩm gia ta sẽ không có ai được sống yên ổn. Giữa ngươi với ta, sao có thể chỉ dùng một câu hòa hảo chung sống mà bỏ qua tất cả? Một đêm an tường, hôm sau Thái Dương vẫn thức dậy theo thường lệ.
Thẩm Nhiễm đeo khuyên tai xong đứng dậy, ôn nhu nói với Thanh Lệ, gọi người chuẩn bị xe đi. Lý Đệ đứng sau người nàng nói, nàng muốn đi đâu? Đi chợ phía đông đặt mua ít lá trà với thi họa. Thẩm Nhiễm quay đầu lại giải thích nói, sắp tới 15 tháng 8 rồi, các nhà đều muốn nghênh đón ngày này, mấy thứ này đều phải đặt mua trước. Lý Đệ gật đầu từ một tiếng. Thẩm Nhiễm ra cửa lên xe ngựa, nói khẽ với Thanh Lệ nói, nước trà đã xử lý sạch sẽ chưa? Với tâm tư của Lý Đệ, hôm nay nàng vừa đi, hắn nhất định sẽ tra rõ Lý Phủ, cô nương yên tâm, hôm qua đã xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không lộ ra sơ hở. Tốt. Xe ngựa dừng trước một cửa hàng bán bánh ở chợ phía đông, Thanh Lệ đỡ Thẩm Nhiễm xuống xe ngựa. Thẩm Nhiễm đi liền mấy cửa hàng, trên tay Thanh Lệ nhanh chóng treo đầy bao lớn bao nhỏ. Lúc chạng vạng, cuối cùng cũng cắt được chiếc đuôi phía sau, nàng đi vào một tiệm sách. Vừa bước vào cửa liền nói với trưởng quầy, thoại bản của Cảnh Dung tiên sinh còn không? Ánh mắt trưởng quầy hơi chững lại, phu nhân, mời lên lầu 2. Nàng nhấc váy lên lầu, rẽ trái rồi dừng lại, nâng tay gõ cửa. Tiến vào. Chẳng sợ cách một cánh cửa, Thẩm Nhiễm cũng có thể đoán được dáng vẻ người đang nói chuyện. Cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia nhất định đang hiện nửa phần ôn nhuận, nửa phần trêu đùa. Thẩm Nhiễm trở tay khép cửa, ôn nhu nói, trên đường trì hoãn, thỉnh Chu đại nhân thứ lỗi. Chu Thuật An buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu xem nàng, không sao. Khóe miệng nam nhân hàm chứa ý cười đạm nhạt, Thẩm Nhiễm đi đến bên người hắn, đặt một hộp bánh tô lên trên bàn, khinh thanh tế ngữ nói, mua cho ngài. Hết phần 9. Mời các bạn đón nghe phần 10. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn.